Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 109. Khóe miệng nàng ta khẽ nhích lên, vì hắn là đệ đệ của ta. Cấm chủ gật đầu rồi xoay người rời đi. Giản Tự Tại nhắm mắt lại, an tâm đột phá. Chấm chấm chấm. Cổ tự. Khi biết tin trưởng lão chi sự trở lại, giáo hoàng và trụ trì cổ tự đang chậm rãi rảo bước trên một lối đi nhỏ dưới thần sơn. Giáo hoàng vẫn không thể tiến vào cổ tự. Hai người chậm rãi bước đi. Khi nhìn thấy trưởng lão chi sự, giáo hoàng chắp tay lại, nói ta cáo lui trước, trụ trì. Trụ trì cổ tự khẽ thi lễ, giáo hoàng đi thong thả. Giáo hoàng gật đầu rồi biến mất cuối chân trời. Trụ trì niệm Phật hiệu rồi nhìn sang trưởng lão chi sự, nghe ông ta kể về những gì đã xảy ra. Một hồi sau, trưởng lão chi sự hỏi, trụ trì thấy thế nào? Trụ trì khẽ nói, uy hiếp của Diệp Huyên cao hơn đạo giới. Cao hơn. Trưởng lão chi sự nghe vậy thì im lặng. Trụ trì chậm rãi đi về phía xa, Diệp công tử là kỳ tài ngút trời, chưa đọc đạo kinh đã đạt đến trình độ như thế, tuyệt đối không thua kém Diệp Thanh Chi năm ấy. Mà cậu ta còn có một người hộ đạo, tuy đã rời đi nhưng vẫn không thể xem thường. Về việc chia sẻ đạo kinh, có lẽ cậu ta nói thật, nhưng ngày nào còn sống, cậu ta vẫn sẽ là uy hiếp đối với cổ tự. Trưởng lão chi sự, vì sao? Trụ trì, nếu cậu ta đạt đến độn nhất cảnh, người nói xem sẽ thế nào? Trưởng lão chi sự im lặng. Khi ấy, e rằng sẽ không ai ở trong độn nhất cảnh là đối thủ của Diệp Huyên nữa. Trưởng lão chi sự thấp giọng, vậy chúng ta liên thủ cùng đạo giới. Trụ trì lắc đầu, liên thủ với đạo giới, cuối cùng cũng sẽ đến lúc hai bên đại chiến. Chúng ta ngoài mặt có thể liên thủ cùng đạo giới, sau lưng lại bắt tay với Diệp Huyên, để hai bên tiêu hao lẫn nhau. Trưởng lão chi sự lắc đầu, nhưng bọn họ đều không phải kẻ ngốc. Trụ trì nở nụ cười hiền hậu, ai nôn nóng, kẻ đó thua. Cổ tự ta không vội, Diệp công tử cũng không, nhưng đạo giới thì có. Ngươi đã hiểu chưa? Trưởng lão chi sự gật đầu, đã hiểu. Đúng lúc này, một tăng nhân xuất hiện trước mặt trụ trì, hơi thi lễ rồi nói, đã điều tra được lai lịch của cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng, người hộ đạo của Diệp Huyên. Cũng là người mà cổ tự kiêng kỵ nhất từ đầu đến cuối. Chính vì sự e dè trước người con gái bí ẩn này mà cổ tự trước kia không dám công khai nhằm vào Diệp Huyên. Bởi nàng là người suýt nữa đã xóa sổ lục duy chỉ bằng một nhát kiếm. Trụ trì cổ tự gật đầu, nói đi. Tăng nhân thấp giọng đáp, nàng này không đến từ ngũ duy hay tứ duy, mà có thể là tam duy. Hai chữ tam duy khiến chân mày trụ trì nhăn tít lại, chàng hạt trong tay cũng không chuyển động nữa. Trưởng lão chi sự cũng cau mày, tam duy. Tăng nhân gật đầu, từ những dấu hiệu mà suy ra thì nàng ta hẳn là người của nơi này, nhưng bây giờ đã không thể điều tra được nữa. Trưởng lão chi sự có phần không hiểu, nghĩa là thế nào? Tăng nhân, tam duy dường như đã biến mất không còn tung tích, hẳn là bị người nào giấu đi, mà vũ trụ của nó. Hắn ta thoáng dừng lại rồi nói, nguy hiểm vô cùng. Nơi đó có kiếm khí hùng hậu trấn giữ, căn bản không ai dám đến gần. Trưởng lão chi sự hỏi, cho dù là với thực lực của ngươi. Tăng nhân gật đầu, đúng vậy, cực kỳ nguy hiểm. Trưởng lão chi sự trầm tư một hồi rồi nhìn sang trụ trì. Trụ trì khẽ nói, tam duy, thú vị. Trưởng lão chi sự, có khi nào thực lực của nàng đã vượt qua độn nhất? Trụ trì, hết thảy đều có khả năng. Sắc mặt trưởng lão chi sự xa sầm, nếu đối phương thật sự đã vượt qua độn nhất thì. Trụ trì bỗng nói, không sao cả, riêng việc nàng không giúp Diệp Huyên giải quyết đối thủ đã nói lên hai điều, thứ nhất. Nàng đang kiêng kỵ gì đó, thứ hai, nàng bị thứ gì đó trì hoãn. Nếu chúng ta lấy được đạo kinh, thêm Phật kinh của bản thân, cổ tự ta hoàn toàn có thể đột phá cực hạn, tiến về cực lạc chi giới. Nơi đó chính là mục tiêu của toàn bộ cổ tự. Trưởng lão chi sự và tăng nhân cùng chắp tay trước ngực, đồng loạt niệm Phật hiệu. Trụ trì bỗng nói, chi sự, ngươi về sắp xếp gọi các khổ tăng đang tu hành bên ngoài trở về. Việc này cũng nên chấm dứt rồi. Nói xong, ông ta cất bước đi lên đỉnh núi.
Trưởng lão chi sự khẽ thi lễ rồi rời đi cùng tăng nhân. Chỉ chốc lát sau, một tiếng chuông vang cất lên từ cổ tự. Vũ trụ ngũ duy. Trong một gian phòng nọ, Diệp Huyên gọi thư phòng ra. Nó chỉ là một căn phòng bình thường, nhìn từ bên ngoài không thấy có gì đặc biệt. Lúc này, đại tỷ xuất hiện, nhìn thư phòng rồi nói. Tiên sinh hẳn là để lại cho bản thân, tiếc rằng. Ánh mắt nàng ta lướt qua Diệp Huyên, không nói gì nữa. Diệp Huyên, đại tỷ tiếp xúc với tiên sinh lâu nhất, lúc hắn biến mất có từng nói gì không? Nàng ta đáp sau một hồi im lặng, có, nói rằng có duyên gặp lại. Diệp Huyên. Đại tỷ khẽ nói, nếu có cơ hội, và có thể, người hãy đến nhà họ Diệp ở đạo giới nhìn xem. Hắn gật đầu, được. Đại tỷ, tuy ngươi không phải tiên sinh nhưng lại kế thừa nhân quả của ngài. Ý của ta là việc này có tốt có xấu. Lai lịch tiên sinh không đơn giản, đặc biệt là tổ tiên nhà họ Diệp. Diệp Huyên lắc đầu, ta không phải Diệp Thanh Chi, bọn họ chỉ thiếu nước đùa chết ta thôi. Đại tỷ, chưa chắc, bởi vì người thường căn bản không biết ngươi không phải tiên sinh. Diệp Huyên im lặng. Đúng vậy, trên đời này không có bao nhiêu người nhìn thấu được nhân quả trên người hắn. Cho đến hiện nay, người duy nhất nhìn ra bằng mắt thường là thiên đạo ngũ duy. Diệp Huyên lại hỏi, họ Diệp còn hậu nhân nào không? Đại tỷ gật đầu, có. Năm ấy tiên sinh đã cảm giác được có điều không ổn khi đột phá, nên đã để cho một ít tộc nhân rời đi. Nhưng ngài ấy đã đánh giá thấp năng lực của mình, rốt cuộc đột phá quá nhân, không áp xuống được. Diệp Huyên lắc đầu cười, đúng là yêu nghiệt mà. Đại tỷ nhìn hắn, còn một việc nữa. Cảnh giới hiện nay của ngươi là một khuyết điểm quá lớn. Ngươi phải nhanh chóng đạt đến bán bộ độn nhất, khi ấy phản vệ của đạo tắc sẽ thấp đi rất nhiều. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Đúng như lời đại tỷ nói, khuyết điểm lớn nhất hiện nay của hắn chính là cảnh giới. Phá hư cảnh thật sự quá thấp. Diệp Huyên bèn xếp bằng ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, hắn lấy ra viên quy nguyên đan mà Quan Âm đưa cho, dùng để đột phá quy nguyên phá giới. Trước kia hắn không dùng nó là vì vừa mới đột phá phá hư, nhưng bây giờ hắn đã không còn nhiều thời gian để đợi nữa. Diệp Huyên nuốt viên đan vào. Không lâu sau, một luồng năng lượng thuần hậu lan tràn khắp thân thể, khí tức mạnh mẽ tràn ra. Dần ra, khí tức quanh người hắn càng lúc càng mạnh. Đạo giới. Ngày hôm ấy, có khoảng 36 cường giả đạo nhất cảnh rời khỏi đạo giới, với mục tiêu là vũ trụ ngũ duy. Thật ra thần đình và tiên các không có nhiều cường giả đạo nhất cảnh đến vậy, phần lớn trong số họ đều là tán tu hoặc đến từ các thế lực khác. Lý do họ đến đây rất đơn giản, vũ trụ ngũ duy có đạo kinh. Vì nó, toàn thể cường giả đạo nhất cảnh đều trở nên điên cuồng. Giáo hoàng cũng thông minh vô cùng, đã hứa rằng sau khi lấy được đạo kinh, sẽ chia sẻ nó cho mọi người cùng hưởng. Chính vì vậy nên vô số cường giả đạo nhất cảnh đã tập trung lại bên người giáo hoàng và Khương Vũ. Gia tộc Ma Đạo. Khi giáo hoàng dẫn theo các cường giả đạo nhất cảnh xuống ngũ duy, có thể nói tiểu đạo đã lập tức biết tin. Nhưng nàng ta lại vô cùng bất đắc dĩ vì không thể giúp được gì. Gia tộc Ma Đạo ngày nay chỉ có một vị đạo nhất cảnh, không thể làm gì được. Trước đại điện Ma Đạo, tiểu đạo nhìn về cuối chân trời với vẻ lo âu. Nàng ta biết cô gái váy trắng đã rời đi, vậy Diệp Huyên phải làm sao để chống lại ngần ấy cường giả. Chưa kể cổ tự còn bắt tay cùng đạo giới, hắn phải làm thế nào đây? Bên cạnh tiểu đạo, Ma Trung khẽ nói, nếu trước kia chúng ta không trêu vào cô gái váy trắng. Nói đến đây, ông ta cười một tiếng đắng chát. Vì sao gia tộc Ma Đạo lại điêu tàn như vậy? Bởi vì họ trêu không những trêu vào cô gái kia mà còn mời nàng đến gia tộc, suýt nữa khiến cả tộc bị xóa sổ. Vì vậy, gia tộc Ma Đạo hiện nay không thể làm bất cứ điều gì trước tình hình hiện tại. Ngoài cửa đại điện, tiểu đạo im lặng. Thật ra bọn họ đã xem như tốt số. Nếu không vì Diệp Huyên, cô gái váy trắng đã tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Nàng đã bao giờ mềm lòng chưa? Chỉ khi đối mặt Diệp Huyên, nàng mới để lộ một mặt nhân từ của mình. Bỗng nhiên,
Tiểu đạo nói, ta muốn đi xuống. Ma Trung nghe vậy thì biến sắc, tiểu thư, tuyệt đối không thể. Bên dưới lúc này, tiểu đạo, ta đi, ít nhiều gì cũng có thể giúp đỡ một chút. Nói xong, nàng ta đã biến mất. Ma Trung không khỏi giận nảy, vội vàng đuổi theo. Chấm chấm chấm. Ở một nơi khác, trong một khu phế tích nọ, có một cô gái đang chậm rãi rảo bước. Nàng ta chính là Thiên Mạt. Trong phế tích này đã từng có một siêu gia tộc thiên tộc. Tổ tiên gia tộc này từng là người đầu tiên sở hữu huyết mạch phàm nhân ở đạo giới, vì vậy khi ấy thiên tộc cũng là đại tộc đứng đầu đạo giới. Đáng tiếc, đã có huy hoàng ắt có suy vong, con cháu đời sau của thiên tộc không bằng đời trước, dần dần xuống dốc. Vào khoảng thời gian cuối cùng ấy, Thiên Mạt thân làm tộc trưởng trẻ tuổi nhất, đã dùng chút bí pháp mang theo một vài tộc nhân đi vào vũ trụ ngũ duy, hy vọng có thể thay đổi hoàn cảnh, chấn hưng gia tộc. Nhưng nàng ta không ngờ thiên đạo ngũ duy lại biến thái đến vậy. Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện sau lưng Thiên Mạt, cung kính thi lễ tộc trưởng. Thiên Mạt nhẹ giọng hỏi, còn bao nhiêu người? Ông lão thấp giọng đáp, hơn 100, nhưng phần lớn đều không biết mình là người thiên tộc, hơn nữa huyết mạch của nhiều người đã bị pha loãng quá nhiều, có thể nói, chỉ ít hơn 9 phần đều không có khả năng kích hoạt huyết mạch gia tộc. Thiên Mạt im lặng. Ông lão thở dài một tiếng vui buồn lẫn lộn, buồn là vì thiên tộc đã triệt để xuống dốc, vui là vì tiểu thư đã đột phá được ràng buộc huyết mạch. Có thể nói, sau thời đại của tổ tiên, tiểu thư nhà ông là người đứng đầu cả tộc. Như nghĩ đến gì đó, ông lão vội nói, tiểu thư, bọn người giáo hoàng đã mang theo 36 cường giả đạo nhất cảnh đi đến vũ trụ ngũ duy. Thiên Mạt không khỏi cau mày, 36. Ông lão gật đầu, 36. Giáo hoàng và các chủ tiên các đích thân đến, xem ra là muốn xóa sổ Diệp Huyên. Thiên Mạt im lặng. Thấy ông lão còn muốn nói, nàng ta ngắt lời, ta đi ngũ duy một chuyến, ông ở đây cứ từ từ gọi tộc nhân về. Sau đó, nàng ta biến mất tại chỗ. Chấm chấm chấm. Vũ trụ lục duy. Văn Chiêu Nhược đi đến ngôi đình mà thiên đạo lục duy cư ngụ. Thấp giọng nói, 36 đạo nhất cảnh đã đến lục duy. Đối phương khẽ đáp, mục tiêu của họ là Diệp Huyên. Phải. Thấy thiên đạo im lặng, Văn Chiêu Nhược tiếp lời, cổ tự cũng ra tay. Thiên đạo nhìn nàng ta, bao nhiêu? Văn Chiêu Nhược, 9 vị tăng khổ hạnh, toàn bộ đều là độn nhất thượng cảnh, do trưởng lão chi sự đích thân dẫn dắt. Thiên đạo lục duy nghe vậy thì đứng bật dậy. Văn Chiêu Nhược, sao vậy? Thiên đạo gằn giọng, xảy ra chuyện lớn. Văn Chiêu Nhược, vì sao? Thiên đạo, cô có từng nghĩ đến, nếu Diệp Huyên bỏ mạng thì sẽ thế nào không? Văn Chiêu Nhược lập tức nghĩ đến cô gái vậy cập nhật nhanh tại tailins247.com trắng. Nếu hắn chết, nàng liệu sẽ bỏ qua ư? Chắc chắn không? Văn Chiêu Nhược thấp giọng, đúng là chuyện lớn. Ở nơi nào đó trong vũ trụ, Mộ Niệm Niệm chậm rãi nướng một con cá. Đây chính là món cá nướng độc nhất vũ trụ. Bỗng, một giọng nói vang lên bên tai nàng ta, bọn chúng kéo đi đánh hắn rồi. Khóe miệng nàng ta khẽ vểnh lên thành một nụ cười kỳ quặc, không phải là chuyện tốt sao? Dưới thần sơn, một nhóm người đã tề tựu. Giáo hoàng ngẩng đầu nhìn ngôi chùa cổ trên núi. Khẽ cười, cổ tự này quả nhiên là thần bí. Khương Vũ gật đầu. Hai người họ đã dùng thần thức thăm dò cổ tự, nhưng chưa lên được một nửa thì đã bị một luồng sức mạnh bí ẩn ngăn lại. Khương Vũ đang toan mở miệng thì một lão tăng bỗng xuất hiện trước mắt. Chính là trưởng lão chi sự. Ông ta chắp tay lại, giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng trả lễ, trưởng lão chi sự, chúng ta lên đường thôi. Đối phương cười đáp, được. Sau đó, có 8 tăng lữ khoác áo màu xám xuất hiện phía sau ông ta. Bọn họ là tăng khổ hạnh, tất cả đều là độn nhất thượng cảnh. Tuy số lượng không bằng phe giáo hoàng nhưng chất lượng lại hoàn toàn áp đảo. Sự xuất hiện của nhóm tăng khổ hạnh khiến giáo hoàng và Khương Vũ rùng mình. Thực lực của cổ tự hơn xa những gì bọn họ nghĩ. Hai người đồng thời sinh lòng đề phòng. Thật ra thì cho dù là họ hay cổ tự đều cùng nghĩ về một vấn đề.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi giết Diệp Huyên? Khi ấy thư phòng sẽ về tay ai? Đó là một câu hỏi mà họ không thể không đối mặt. Nhưng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải lấy được thư phòng trước đã. Trưởng lão Chi Sự lên tiếng, chúng ta đi. Giáo hoàng gật đầu, đến Ngũ Duy thôi. Đoàn người lũ lượt kéo đi về phía Ngũ Duy. Chấm chấm chấm. Ngày hôm ấy, bức tường ngăn cách vũ trụ Ngũ Duy bỗng dưng vỡ nát. Từ đó, mấy chục luồng khí tức hùng hậu tuôn ra. Người của giáo hoàng đã đến. Giáo hoàng nhìn thoáng qua bốn phía, không phát hiện thấy khí tức của thiên đạo Ngũ Duy. Trưởng lão Chi Sự bỗng nói, tuyệt đối phải đề phòng thiên đạo nơi này. Cổ tự cực kỳ kiêng dè trước thiên đạo Ngũ Duy mộ niệm niệm này. Hãy tin ta, hôm nay ả ta sẽ không dám xuất hiện. Giáo hoàng cười đầy tự tin. Trưởng lão Chi Sự khẽ nhíu mày khi nhận ra đạo giới này đang xem thường thiên đạo vô cùng. Bỗng giáo hoàng nhìn xuống dưới, cười nói, đạo giới đang thiếu hụt linh khí nhỉ. Nhưng thế giới này lại rất dư giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khương Vũ, đúng vậy, nhưng trước tiên cứ lấy thư phòng đã. Giáo hoàng gật đầu, đương nhiên. Ông ta nhìn xuống, chậm rãi nâng tay phải lên. Một khắc sau, một luồng khí tức mạnh mẽ quét ngang vũ trụ, bên trong là một bàn tay dài đến nghìn trượng đang lặng lẽ thành hình. Vũ trụ chấn động. Nếu bàn tay này rơi xuống, toàn bộ vu thành bên dưới sẽ hóa thành cho bụi. Nào ngờ đúng lúc này, một tiếng kiếm minh bỗng réo rắt vang lên. Một khắc sau, kiếm quang bổ thẳng vào bàn tay. Nó vỡ nát, nhưng bàn tay vẫn còn. Sau đó, lại thêm hàng loạt tia kiếm quang lao đến. Quỳnh! Bàn tay vỡ vụn. Người đang đứng bên dưới là một cô gái cầm kiếm. Chính là A Tử. Nàng ta uống ực một hớp rượu, sau đó thấy cả đoàn người lúc nhúc bên giáo hoàng thì lập tức xoay người rời đi. Đông quá, đánh không lại. Một chốc sau, A Tử đã trực tiếp phá cửa phòng Diệp Huyên mà vào, thấy hắn còn đang ngồi xếp bằng. Khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh, đã sắp đột phá. A Tử không khỏi lắc đầu, ngươi chọn đúng dịp ghê. Sau đó nàng ta rời đi. A Tử vừa rời khỏi phòng, bỗng có một luồng khí tức hùng hậu bùng lên từ bên trong. Nàng ta xoay lại, thấy Diệp Huyên bước ra, bèn chau mày, quy nguyên phá giới. Hắn gật đầu. A Tử đánh giá hắn một phen, mày nhíu càng sâu, khí tức không ổn định. Ta biết. Diệp Huyên vừa đột phá đến phá hư trước đây, chưa được bao lâu lại tiếp tục đến quy nguyên phá giới. Tốc độ này có phần quá nhanh. Vì vậy đã để lại chút tai họa ngầm. Nhưng hiện nay hắn không có thời gian đi lo những việc này. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn trời cao, khẽ hỏi, đến cả rồi sao? A Tử gật đầu, chừng 50 người, thấp nhất là đột nhất. Hắn không khỏi trợn mắt, hay chúng ta đầu hàng quách đi? A Tử uống một hớp rượu, ta thấy được đấy. Diệp Huyên. Một chốc sau. Thấy Diệp Huyên và nhóm A Tửu đi vào vũ trụ, giáo hoàng đánh giá hắn với một nụ cười, quả thật không tệ. Diệp Huyên cũng cười, xem ra các hạ chính là giáo hoàng đạo giới. Ông ta gật đầu, phải, ta nên gọi ngươi là Diệp Thanh Chi hay Diệp Huyên đây? Diệp Huyên nhìn lướt qua nhóm người đứng sau ông ta, cuối cùng chạm phải trưởng lão Chi Sự. Người này chắp tay trước ngực, Diệp công tử, cổ tự ta cho rằng cậu vẫn là uy hiếp lớn nhất. Chúng ta không dám mạo hiểm với một nhân tố không xác định. Cùng hưởng đạo kinh. Cổ tự quả thật có chút động lòng, nhưng đồng thời họ cũng sợ Diệp Huyên quật khởi. Một thiên tài yêu nghiệt như hắn mà quật khởi, cổ tự sẽ không thể khống chế được. Nói một cách đơn giản hơn thì cổ tự tin tưởng bản thân có thực lực đối phó với đạo giới, nhưng với Diệp Huyên ngày sau thì lại không. Diệp Huyên đưa tay, gọi thư phòng xuất hiện. Khi thấy nó, toàn bộ cường giả độn nhất cảnh đều xôn xao hẳn lên, ánh mắt ai nấy đều trở nên nóng rực. Có rất ít thứ có thể khiến cường giả độn nhất cảnh động lòng. Nhưng đây là đạo kinh. Giáo hoàng nhìn Diệp Huyên chằm chằm, cười hỏi, người muốn tự giao nộp sao? Diệp Huyên im lặng. Hắn quả thật từng nghĩ đến việc giao nộp thư phòng,
để hai bên tàn sát lẫn nhau, nhưng cuối cùng lại không làm. Điều hắn có thể nghĩ đến, bên kia cũng có thể. Nói cách khác, cho dù hắn có đưa thư phòng ra, bọn họ cũng sẽ bắt tay nhau giải quyết hắn trước. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn chân trời. Lần này họ quả thật không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Đối phương có 50 độn nhất cảnh, mà ngũ duy đến một vị còn không có. Thật sự là quá nể mặt Diệp Huyên hắn rồi. Lúc này, giáo hoàng lên tiếng, nếu ngươi tự nguyện giao nộp, ta có thể cho các ngươi ra đi nhẹ nhàng, đôi khi được chết như vậy cũng là may mắn. Diệp Huyên, trước khi chết, ta muốn được thể nghiệm sức mạnh của cường giả độn nhất cực cảnh. Không biết giáo hoàng đại nhân liệu có cho cơ hội. Ông ta lắc đầu, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Nói xong, ông ta nhìn sang trưởng lão chi sự của cổ tự, cùng ra tay, giết hắn trước. Đối phương gật đầu, được. Đơn đầu ư. Giáo hoàng không sợ Diệp Huyên, nhưng cũng không xem thường hắn để tránh bị lật thuyền trong mương. Nếu đơn đấu cùng hắn, thắng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng thua thì chính là chuyện bất thường, không chỉ mất thanh danh một đời mà có khi mạng cũng không giữ được. Bởi vì kiếp trước của đối phương chính là Diệp Thanh Chi. Có được sự đồng ý của trưởng lão chi sự rồi, giáo hoàng nói, ra tay. Không để bất kỳ ai sống sót. Nghe thấy những lời này, hơn 30 cường giả độn nhất cảnh ầm ầm lao xuống. Bọn quan âm nhìn thấy mà tài cả mặt. À ta không ngờ đạo giới và cổ tự sẽ dồn toàn lực đến đánh ngũ duy, không để lại cho họ bất kỳ một cơ hội nào. Phải làm sao đây, chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Quan âm chỉ đành nhìn Diệp Huyên, người đang gánh vác mọi hy vọng hiện nay. Diệp Huyên nhìn những người đang vọt đến, hắn biết lấy thực lực của hắn, đánh lại là một bất khả thi. Bởi hắn tuy có thể khiêu chiến vượt cấp nhưng nhân số bên đối phương lại quá nhiều. Nhưng lại càng không thể không đánh. Hắn vung tay, gọi tháp giới ngục xuất hiện, vẻ mặt trở nên dữ tợn, ra trận. Quỳnh. Vùng không gian dưới chân Diệp Huyên chấn động, sau đó là một trận pháp tinh không khổng lồ xuất hiện bao trùm bốn phía. Diệp Huyên lại vươn tay trái, gọi một thanh kiếm xuất hiện. Chính là thanh kiếm mà Mộ Niệm Niệm đưa cho hắn thiên đạo. Trước giờ hắn chưa từng sử dụng nó. Vì vậy cũng không biết nó có tác dụng gì. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ kiếm lên cao. Chỉ trong chốc lát, đất trời rung chuyển, vô số sức mạnh bí ẩn ùa đến như thủy triều. Không, không phải đến từ đất trời, mà đến từ toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Sức mạnh này thế mà lại chặn được những cường giả độn nhất cảnh đang lao đến, khiến tất cả mọi người sững sờ. Ngay cả bản thân Diệp Huyên cũng không ngờ thanh kiếm này lợi hại đến vậy. Sức mạnh vô cùng vô tận từ bốn phía tụ tập quanh hắn, lại thêm cả sức mạnh đến từ pháp trận, khiến Diệp Huyên cảm thấy như hắn có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Phát hiện mình có thể dùng kiếm này để chống lại đối phương, hắn thu tòa tháp về. Muốn liều mạng gì đó thì cứ để sau. Thấy hắn nhìn lên, giáo hoàng nói, ngoại lực cũng chỉ là hư ảo. Sau đó, ông ta vung nắm đấm ra. Quyền ấn đen tuyền càn quét lao xuống, biến nơi nó đi qua thành một vùng đen nhánh tĩnh mịch. Cú đấm này đã làm ảnh hưởng đến căn nguyên của ngũ duy. Ở dưới, Diệp Huyên chém ra một đường. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kiếm quang trắng như tuyết phá không mà đi, đâm sầm vào quyền ấn. Quỳnh! Kiếm quang vụn vỡ, quyền ấn chỉ hơi nhòe đi rồi lại tiếp tục lao xuống. Diệp Huyên vung kiếm lần nữa. Xoẹt. Kiếm quang phóng lên cao, chém vào quyền ấn. Quỳnh. Lần này nó không thể chống đỡ trước kiếm khí của Diệp Huyên nữa, cả hai cùng nhau bể tan tành. Nơi chân trời, giáo hoàng lạnh lùng nhìn hắn, cùng ra tay. Phá trận, phá căn nguyên của thế giới này. Như nghĩ đến gì đó, ông ta nhìn sang trưởng lão chi sự, các hạ, cùng nhau ra tay. Đối phương thoáng do dự rồi nói, Diệp Huyên có người chống lưng, chúng ta không thể không đề phòng. Bọn họ đã điều tra về Diệp Huyên, biết sau lưng hắn có một số người vô cùng bí ẩn, tuy không rõ lai lịch thế nào nhưng không dám khinh thường. Có người chống lưng ư? Giáo hoàng nhếch mép khinh thường, hôm nay ai dám đến giúp hắn đều phải chết. Nói xong, ông ta vọt xuống cùng những người khác.
Một bên khác, Từ Đồ bỗng quay sang A Tửu, không phải tỷ có một át chủ bài giữ mệnh sao? A Tửu gật đầu. Từ Đồ, vậy còn chưa dùng. A Tửu im lặng, đoạn lấy ra một thanh kiếm gỗ, là vật năm xưa do tổ sư Đảo Trích Tiên để lại. Từ Đồ, dùng mau lên, bằng không tên nhóc kia sẽ chết. A Tửu lặng thinh. Từ Đồ nhìn sang, chỉ nghe nàng ta nói, ta quên mất cách dùng rồi. Từ Đồ, quên cách dùng. Từ Đồ, tỷ đang đùa đúng không? A Tửu lắc đầu, ta nói thật. Từ Đồ, ở nơi xa, mười mấy cường giả độn nhất cảnh lựa chọn giờ phút này mà lao đến không trung phía trên Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên đong đầy dữ tợn, gọi tháp giới ngục hiện ra giữa chân mày. Một khắc sau, một chữ tù đỏ tươi hiện lên trên đầu bốn gã độn nhất cảnh ở trước nhất. Uinh 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 uinh. Bốn chùm sáng đỏ rực lập tức bao phủ lấy họ, khiến họ không tài nào nhúc nhích. Bốn người thấy vậy thì biến sắc, đang muốn phản kháng thì bỗng dưng vỡ nát, hóa thành hư vô. Họ đã bị giết trong nháy mắt. Các cường giả còn lại không khỏi kinh hãi. Thứ đồ gì thế này? Ở chân trời, không chỉ giáo hoàng mà mọi người đều nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Dưới ánh mắt của họ, tóc hắn nhanh chóng trở thành một màu trắng toát như tuyết. Đây là phản phệ. Giáo hoàng bỗng cười, trả giá bằng thọ nguyên. Ông ta đã nhìn ra tuổi thọ của Diệp Huyên đang giảm sút. Nhưng sau màn tiêu diệt bốn độn nhất cảnh trong nháy mắt vừa rồi, những cường giả còn lại không dám tiếp tục ra tay. Họ biết Diệp Huyên đang bị phản phệ, nhưng cũng không dám tấn công đầu tiên. Ai bước lên trước, kẻ đó chết trước. Giáo hoàng đưa mắt sang, Khương Vũ gật đầu, biết rằng bọn họ cần phải ra tay, bằng không thì sẽ không ai chịu cả. Cả hai lập tức biến mất tại chỗ, để hai luồng sức mạnh khổng lồ ầm ầm nện xuống Diệp Huyên ở dưới. Ở nơi xa, Từ Đồ hỏi, vẫn chưa tìm ra cách à? A Tửu lắc đầu, quên thật rồi. Nhất tỷ rồi. Từ Đồ nói, sau đó hóa thành ánh đao lao vút về phía chân trời. Nếu nàng ta không ra tay, Diệp Huyên át hẳn sẽ phải chết, bởi hắn đã không thể gọi tháp giới ngục ra nữa rồi. Đồng thời lao lên vào lúc này không chỉ có Từ Đồ mà có cả nhóm A-La và An-Lan Tú. Nhưng cảnh giới của họ kém giáo hoàng và Khương Vũ quá nhiều, chỉ vừa tiếp xúc đã bị đánh cho rối loạn. Chẳng mấy chốc, giáo hoàng đã xuất hiện phía trên Diệp Huyên. Nhìn hắn và tòa tháp trong tay, khóe miệng ông ta nhếch lên đầy dữ tợn trước khi tung trưởng, khiến không gian hắn đang đứng trở nên mờ ảo. Diệp Huyên ngẩng lên nhìn về phía kiếm tông. Hắn không thể chịu đựng một lần phản phệ nữa của giới ngục, vì vậy không tiếp tục dùng nó, hơn nữa dù có nó thì hắn cũng không tin mình có thể giết được giáo hoàng. Thực lực của đối phương cao hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều lắm. Diệp Huyên bước lên trước, gọi kiếm vực xuất hiện bốn phía. Lần này, hắn còn mượn dùng cả kiếm niệm lẫn kiếm thiên đạo, chỉ có thế thì kiếm vực mới đủ mạnh được. Cú trưởng của giáo hoàng vừa tiến vào phạm vi kiếm vực. Sắc mặt Diệp Huyên đã trắng bệch như tờ giấy, vội vàng đâm kiếm tới. Lấy kiếm làm niệm. Thủ hộ chi niệm. Đường kiếm này khiến cú trưởng của giáo hoàng phải dừng lại, sau đó sức mạnh bên trong dần dần tiêu tan. Sắc mặt Diệp Huyên càng lúc càng khó xem, mà trên không trung, sát ý trong mắt giáo hoàng càng lúc càng tăng lên. Sức mạnh của hắn khiến ông ta có phần ngạc nhiên, đồng thời là kiêng kỵ. Dạng người thế này, nếu đạt đến độn nhất cảnh thì có ai còn áp chế được hắn? Ít nhất là đạo giới không có người như thế. Nơi kia, trưởng lão chi sự vẫn đang quan sát Diệp Huyên chằm chằm, thầm cảm thấy quyết định của cổ tự là chính xác vô cùng. Hiện nay hắn chỉ mới đến quy nguyên phá giới cảnh nhưng đã có thể đương đầu với độn nhất cảnh, thật sự là quá hoang đường. Nếu chọn Diệp Huyên, ngày sau hắn quật khởi, có là hai cổ tự cũng không ngăn được. Đối với người như thế này, hoặc không gây thù chuốc oán, hoặc dứt khoát bóp chết hắn, để hắn vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Trưởng lão chi sự bỗng nói, giáo hoàng, ta giúp ông một tay. Giáo hoàng cười, tốt lắm. Ánh mắt ông ta lia về phía Diệp Huyên trước khi nhào xuống. Trưởng lão chi sự nhanh hơn, đã hóa thành một tia sáng vàng vun vút lao tới, chẳng mấy chốc đã tiến vào kiếm vực của Diệp Huyên. Hắn phun ra một búng máu tươi,
vội vàng thu kiếm vực về khi nhận ra nó không thể chịu đựng sức mạnh của cả hai người kia. Giáo hoàng và trưởng lão chi sự chỉ còn cách Diệp Huyên vài chục trượng. Hai luồng sức mạnh gào thét vồ tới như cuồng phong bão táp. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng giơ tay lên, ta đầu hàng. Giáo hoàng và trưởng lão chi sự cũng ngẩn ra. Tên này muốn đầu hàng, hắn định chơi trò gì đây? Chỉ thấy Diệp Huyên đưa tay lên lau vết máu bên mép, đoạn lấy thư phòng ra, nói với hai người đang ở chân trời, ta đầu hàng, các người cứ lấy vật này đi. Nói xong, hắn vung tay ném nó lên không trung, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Giáo hoàng muốn vẹt qua theo bản năng, nào ngờ đã bị một luồng sức mạnh khóa lại. Người ra tay là trưởng lão chi sự. Không chỉ thế, những cường giả độn nhất cảnh đi theo từ đạo giới đến đây đều đang nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ quái. Là đạo kinh. Giáo hoàng không dám manh động, bằng không ắt sẽ thành cái đích cho tất cả. Như nghĩ đến gì đó, ông ta nheo mắt nhìn Diệp Huyên, người đang muốn rời đi sự chú ý. Những người khác lại nhao nhao nhìn hắn. Rất rõ ràng, đó chính là ý đồ của Diệp Huyên. Hắn lau vết máu đi. Nói, không phải chư vị muốn thư phòng sao? Đến lấy đi, ta cho các vị đấy. Khóe môi giáo hoàng cong lên, chư vị, theo ta thấy, chúng ta nên hợp tác giết chết tên này trước mới là thỏa đáng. Bằng không thì lấy thiên phú của hắn, về sau nếu đạt đến độn nhất cảnh rồi sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Ông ta nhìn sang trưởng lão chi sự, ông thấy thế nào? Trưởng lão chi sự gật đầu, được. Nhưng thư phòng này giao cho ai giữ trước? Lại một vấn đề hóc búa khác. Giáo hoàng im lặng. Giao cho cổ tự ư? Ông ta còn khuya mới làm vậy. Tương tự, cổ tự sẽ không đồng ý để ông ta giữ. Dương mưu này là một nước đi cực thông minh của Diệp Huyên. Một lý do khác nữa là thư phòng có sức hấp dẫn quá lớn, cho dù là giáo hoàng hay cổ tự đều sẽ không thể từ chối. Bỗng nhiên, Diệp Huyên lên tiếng, chư vị, ta có ý này. Khi mọi người nhìn sang, giáo hoàng nói, ngươi thì đừng có ý kiến gì nữa. Khi ông ta đang muốn ra tay, Diệp Huyên bỗng dưng gọi tháp giới ngục xuất hiện, cười nói, dưới độn nhất cảnh, Diệp Huyên ta vô địch. Trên độn nhất cảnh, ông đây lấy một đổi một, ai không phục thì đến. Một đổi một. Giáo hoàng trừng mắt nhìn hắn. Kể từ khi thư phòng được đưa ra, ông ta không dám liều mạng một mình. Bởi nếu Diệp Huyên không màng hết thảy, khiến ông ta bị thương thì ông ta xem như vô duyên với đạo kinh. Hiển nhiên, trưởng lão chi sự cũng có suy nghĩ như vậy nên không dám ra tay. Cả hai bên đều sợ Diệp Huyên tìm đến họ liều mạng. Diệp Huyên bỗng nói, sở dĩ chư vị muốn giết ta, là vì sợ ta đây ngày sau quật khởi, trở thành mối họa với các người. Nhưng việc đó chỉ xảy ra khi ta có đạo kinh trong tay. Đằng này ta đã giao nó ra, một khi các người cướp được ắt sẽ hiểu được bí mật bên trong. Khi ấy các người đã trên độn nhất cảnh rồi, liệu có còn phải sợ ta sao? Những người khác trầm ngâm. Đúng vậy. Một khi đạt đến độn nhất cảnh rồi, họ có gì mà phải sợ hắn nữa? Ánh mắt của họ lại hướng về thư phòng. Giáo hoàng chừng hắn muốn nổ mắt, Diệp Huyên. Ngươi muốn chia rẽ chúng ta. Hắn chỉ cười, giáo hoàng đại nhân, ta chỉ hỏi một câu. Nếu ta không phải Diệp Huyên thì ông liệu có chắp tay nhường thứ này cho cổ tự không? Giáo hoàng chỉ im lặng chừng hắn với đôi mắt ngập sát ý. Diệp Huyên lại quay sang trưởng lão chi sự, trưởng lão chi sự, ông bảo ta mang đến uy hiếp lớn, nhưng đó là chỉ khi ta có đạo kinh. Nếu không... ta sẽ không thể gây nên ảnh hưởng gì đến cổ tự trong vòng ít nhất là 50 năm nữa, đúng chứ? Trưởng lão chi sự cũng không đáp lời. Đúng vậy, nếu không có đạo kinh, Diệp Huyên có yêu nghiệt thế nào cũng không thể uy hiếp đến cổ tự trong một thời gian ngắn. Diệp Huyên tiếp tục, không bao lâu nữa, vũ trụ ngũ duy sẽ nghênh đón ngũ duy kiếp. Ta phải đối mặt với nó, ông thấy thế nào? Trưởng lão chi sự. Nhưng bọn ta sẽ yên lòng hơn nếu ngươi chết đi. Diệp Huyên cười, tất nhiên rồi. Nhưng trưởng lão chi sự đừng quên, một khi để giáo hoàng lấy được đạo kinh, mọi chuyện sẽ thay đổi. Ông có biết cô gái váy trắng không? Có biết vì sao nàng mạnh đến vậy không?
là vì nàng từng lấy được vài câu kinh văn từ Diệp Thanh Chi, mới có thể một mình chém chết 6 cường giả độn nhất cảnh. Hắn nhìn những người khác, chư vị ở đây có thể đạt đến độn nhất cảnh, chắc chắn đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Ta tin nếu có người lấy được đạo kinh, cho dù chỉ một trang mà thôi, thì với thiên phú và trí tuệ của chư vị, chắc chắn có thể đột phá độn nhất cảnh, đến cảnh giới cao hơn. Những người khác im lặng. Thì ra cô gái váy trắng kia đã từng đọc qua đạo kinh nên mới mạnh đến vậy. Ánh mắt một số người nhìn đạo kinh đã mang theo vẻ khao khát không chút nào giấu giếm. Giáo hoàng cả giận quát lên, Diệp Huyên, ngươi đang mê hoặc chúng ta, muốn chúng ta giết hại lẫn nhau, để ngươi làm ngư ông đắc lợi. Diệp Huyên chỉ lắc đầu, giáo hoàng đại nhân à, ta chỉ muốn sống thôi, nên mới giao đạo kinh ra đấy. Hắn nhìn những người khác, đánh không lại rồi mà còn không cho ta đầu hàng sao. Giáo hoàng gằn giọng, chư vị tuyệt đối đừng tin lời hắn. Hắn. Bỗng nhiên, thư phòng đang lơ lửng trên cao bỗng hóa thành một tia sáng trắng bay vút về phía ông ta. Diệp Huyên hô lên, ối. Giáo hoàng ra tay. Cùng lúc ấy, hàng loạt cường giả độn nhất cảnh từ bốn phía lập tức lao về phía giáo hoàng, ngay cả Khương Vũ cũng không đứng ngoài. Thư phòng đương nhiên là chủ ý của Diệp Huyên. Với cục diện hiện nay, hắn biết nếu mình không giao nó ra thì chỉ còn một con đường chết, không chỉ với bản thân mà còn với những người khác. Hắn không thể lúc nào cũng trông đợi vào người khác đến cứu được, mà chỉ có thể dựa vào bản thân. Đã đánh không lại, vậy thì chơi chiêu. Vào khoảnh khắc thư phòng bay về phía giáo hoàng, toàn bộ những cường giả còn lại đã không thể đứng yên, lập tức vọt về phía ông ta mà không hề suy nghĩ gì khác. Trong đầu bọn họ giờ phút này đã chẳng còn Diệp Huyên gì nữa, chỉ biết không thể để giáo hoàng lấy được thư phòng. Cường giả cổ tự cũng nhào đến. Tuyệt đối không thể để thư phòng rơi vào tay giáo hoàng, bằng không cổ tự muốn giành lại chỉ sợ rằng khó như lên trời. Ở trung tâm, giáo hoàng nhìn thấy những người khác lao đến mà lòng đầy kinh hãi, suy nghĩ đầu tiên bật ra là có chuyện rồi. Vào giây phút đó, ông ta không hề nghĩ ngợi mà lập tức chộp lấy thư phòng, sau đó xoay người bỏ chạy. Ông ta chỉ có một ý tưởng duy nhất, phải mang nó về thần đình. Nơi đó là địa bàn của ông ta sẽ được an toàn. Giáo hoàng ra tay nhanh như chớp, ra chân cũng không kém cạnh, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi vũ trụ ngũ duy. Thấy vậy, các cường giả ngũ duy khác bao gồm cả nhóm Khương Vũ, đều lập tức đuổi theo. Chỉ trong một chốc, các cường giả độn nhất cảnh đã không còn bóng dáng trên bầu trời ngũ duy. Mọi người ở dưới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Quan Âm đi đến bên Diệp Huyên, khẽ hỏi, người thật sự giao nộp nó. Hắn cười, dĩ nhiên. Quan Âm trông như thể còn có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Thư phòng quan trọng, nhưng mạng sống của mọi người quan trọng hơn. Ta đi chữa thương một chút. Diệp Huyên nói rồi xoay gót rời đi. Quan Âm chỉ lẳng lặng nhìn theo. Một hồi sau, những người khác cũng tản đi. Sau khi trở lại phòng, một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên thiên mạt. Nàng ta hỏi, người thật sự giao nó ra. Hắn cười, chẳng lẽ còn có thể làm giả. Thiên mạt hạ giọng, người có biết đạo kinh có ý nghĩa thế nào không? Hắn hỏi người lại. Vậy nó quan trọng hơn mạng sao? Thiên mạt im lặng. Đạo kinh tất nhiên quan trọng, nhưng có hơn được tính mạng không? Thiên mạt, người thật sự cam tâm sao? Diệp Huyên lắc đầu, không cam thì có thể thế nào? Thiên mạt, vì sao không nhờ thiên đạo ngũ duy hỗ trợ? Diệp Huyên, nàng ấy có nợ gì ta sao? Không, không nợ gì cả. Sau khi giao đạo kinh ra, hắn bỗng nhận ra bản thân chợt thư thái hơn hẳn. Không phải vì tạm thời được an toàn, mà là trái tim hắn tạm thời được thả lỏng. Trước kia, Diệp Huyên hắn cầm thư phòng trên tay, cố chấp cho rằng nó chính là của mình, vì vậy thà tử trận cũng không muốn đưa cho kẻ khác. Nhưng trước đây không lâu, hắn chợt tự hỏi, vì sao lại không giao nó ra? Chẳng lẽ hắn thật sự cần phải có nó mới đạt đến độn nhất cảnh được? Mộ Niệm Niệm từng nói, đạo kinh trong thư phòng là đường do người khác tạo ra, nàng ta không thèm đi lên, mà muốn tự tạo ra một con đường cho mình.
Còn hắn thì sao? Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, quyết định hắn cũng phải tự đi trên con đường của chính mình. Không có cô gái váy trắng. Không có người đàn ông áo xanh. Không có tiên tri. Chỉ có hắn. Khi không còn lệ thuộc vào bất kỳ ai, đó chính là lúc nhận rõ bản thân. Tâm ta tự tại. Mộ Niệm Niệm từng nói, ở trên kiếm niệm chính là tâm tự tại. Tự tại nghĩa là gì? Nghĩa là không còn bị trói buộc. Một người sống qua cả đời, có khi là bị người khác trói buộc, nhưng càng nhiều hơn là bị chính bản thân mình vây khốn cõi lòng. Mà Diệp Huyên hắn lại bị trói buộc bởi người khác lẫn bản thân. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, nhập định như một lão tăng. Thiên Mạt thấy vậy không khỏi nhìn hắn thật sâu. Người này sắp đột phá rồi, lại còn là về mặt kiếm đạo. Chỉ giao nộp một món đồ vật mà có thể đột phá, biến thái đến vậy sao? Thiên Mạt lắc đầu, cảm thấy kiếm tu là những kẻ khó hiểu nhất. Đoạn nàng ta rời khỏi phòng, thấy Quan Âm ngoài cửa thì hỏi. Các ngươi đi theo hắn, hẳn cũng là vì đạo kinh. Quan Âm đáp, vì được sống. Thiên Mạt, không có hắn, ngũ duy sẽ an toàn hơn. Quan Âm lắc đầu, còn ngũ duy kiếp. Thấy đối phương im lặng, ả ta lại hỏi, Thiên Mạt cô nương theo hắn là vì đạo kinh sao? Thiên Mạt, phải, nhưng hiện nay hắn đã không giữ nó nữa. Thấy nàng ta xoay gót đi, Quan Âm hỏi. Thiên Mạt cô nương thật sự cho rằng thư phòng kia đã rơi vào tay giáo hoàng ư? Thiên Mạt xoay lại nhìn Quan Âm một hồi, sau đó như nghĩ đến điều gì mà lắc đầu cười. Quan Âm nhìn vào phòng Diệp Huyên, im lặng không nói. Khi nhìn thấy thư phòng bay về phía giáo hoàng, ả ta biết mọi chuyện không đơn giản là vậy. Dường như ai cũng quên mất một điều, rằng thư phòng đã nhận Diệp Huyên làm chủ. Lục Duy. Văn Chiêu Nhược vội vã chạy đến ngôi đình nhỏ, nói với thiên đạo Lục Duy ở trong, hắn đã giao thư phòng ra rồi. Đối phương im lặng. Văn Chiêu Nhược, cô gái váy trắng không xuất hiện, thiên đạo ngũ duy cũng không ra tay. Thiên đạo Lục Duy, cô muốn nói điều gì? Văn Chiêu Nhược, ta đang nghĩ, có khi cô gái váy trắng kia sẽ thật sự không ra mặt. Thiên đạo Lục Duy khẽ nhíu mày, cô muốn đạo kinh kia. Phải. Thiên đạo Lục Duy thấp giọng thở dài, tham niệm thường sẽ hại chết người. Chiêu Nhược à, đạo kinh kia là một hòn than nóng, vào tay ai người đó sẽ chết, hãy tin ta. Văn Chiêu Nhược không nói gì. Thiên đạo Lục Duy tiếp lời, giáo hoàng lấy được đạo kinh, sẽ không có kết cục gì tốt. Khoan nói về những người như cô gái váy trắng, ít nhất tiên tri cũng không phải hạng hiền lành. Vật này do hắn để lại, hắn chắc chắn đã nghĩ đến mọi loại khả năng. Cô cứ quan sát tiếp đi, theo ta suy đoán, thư phòng kia rồi sẽ trở về trong tay Diệp Huyên mà thôi. Văn Chiêu Nhược khẽ cau mày, sao có thể? Thiên đạo Lục Duy, sao lại không thể? Văn Chiêu Nhược im lặng. Thiên đạo Lục Duy nhìn nàng ta, chuyện này vô cùng phức tạp, Lục Duy cứ duy trì như hiện nay là được. Chỉ cần chúng ta không chú ý đến thư phòng, đạo giới sẽ không trêu vào chúng ta, cổ tự và Diệp Huyên lại càng không. Từ bỏ nó, chúng ta được lợi nhiều hơn. Văn Chiêu Nhược gật đầu, ta hiểu rồi. Đạo giới sẽ rối loạn. Thiên đạo Lục Duy nói, đọa ngẩng lên nhìn với vẻ lo âu trong mắt. Đạo kinh tái hiện trên thế gian, không phải chuyện tốt lành gì. Chấm chấm chấm. Đạo giới. Giáo hoàng cầm thư phòng trong tay, chạy thục mạng trở lại thần đình. Ông ta biết rất rõ, rằng việc thư phòng bay về phía mình chính là do Diệp Huyên động tay động chân. Hắn muốn biến ông ta thành mục tiêu trong mắt người khác. Nhưng ông ta lại không thể chối từ. Nói đúng hơn là trong lòng muốn bỏ qua, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Có trời mới biết giáo hoàng đã chôn chân tại đốn nhất cực cảnh suốt bao năm qua. Đạo kinh chính là hy vọng đột phá, ông ta không muốn bỏ qua, cho dù biết đây là bẫy dập của Diệp Huyên cũng không thể không bước vào, không thể không từ chối. Vào giờ phút này, ông ta đang trên đường trở lại thần đình, với mười mấy cường giả đốn nhất cảnh truy đuổi phía sau. Chấm chấm chấm. Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, Mộ Niệm Niệm quan sát giáo hoàng đang guồng chân chạy thục mạng.
Trong tay nàng ta cầm một con cá nướng đã bị gặm mất phân nửa. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên tai, hắn đã giao nộp thư phòng. Nàng ta cười, đây là chuyện tốt. Giọng nói kia ra chiều khó hiểu, nghĩa là thế nào? Mộ Niệm Niệm, trước kia, hắn muốn dùng thư phòng để đối phó với Ngũ Duy Kiếp, đây là một ý tưởng ngu xuẩn. Giọng nói, Ngũ Duy Kiếp đáng sợ lắm sao? Mộ Niệm Niệm liếc sang, người nói thử xem. Giọng nói, nhưng vũ trụ ngũ duy đã trải qua nhiều ngũ duy kiếp như vậy, sinh linh vẫn đông đúc đấy thôi. Mộ Niệm Niệm chỉ vào bản thân, làm ơn đi, đó là nhờ có ta nè. Giọng nói. Mộ Niệm Niệm thấp giọng thở dài, người nhìn đi, ta lợi hại thế này nhưng ngũ duy kiếp vẫn cứ như một căn bệnh mãi không dứt, huống chi là hắn. Nếu hắn định dùng thư phòng chống lại nó, hắn sẽ mất mạng. Thế gian này có bốn loại kiếp là thiên kiếp, tâm kiếp, nhân kiếp. Ngũ duy kiếp vừa là thiên kiếp, vừa là tâm kiếp, sau còn có nhân kiếp. Dùng thư phòng để chống lại nó là bất khả thi. Giọng nói, nhưng nếu không có thư phòng thì sao? Mộ Niệm Niệm cười, thật ra thì bản thân con người mới là thứ có giá trị nhất. Tiếc rằng nhiều người không tự khai phá tiềm lực của mình mà cứ dựa vào ngoại vật, lẫn lộn đầu đuôi. Nàng ta đưa mắt nhìn chân trời, khẽ nói, con người được trời cao ưu đãi, đặc biệt là trên phương diện tu hành, sở hữu rất nhiều ưu thế so với các sinh linh khác. Nhưng con người cũng là loài tham lam, tựa như giáo hoàng kia. Giáo hoàng, vì sao lại nói vậy? Mộ Niệm Niệm cười, người đạo giới quá ngu xuẩn, ai cũng cho rằng vượt qua độn nhất cảnh rồi sẽ không còn đường đi nữa, mà cần phải có đạo kinh mới có thể tiếp tục tiến bước. Suy nghĩ này thật sự là đần độn đến cùng cực, giống như người đi đến trước một ngọn núi khổng lồ rồi tự cho rằng không có đường đi qua vậy, thế là sống chết không chịu nhấc chân, trừ khi có một con đường. Sở dĩ nói đần độn, vì chính suy nghĩ này đã tự vây chúng lại. Trước mắt không có đường, vì sao không tự mình tạo ra đường? Tư duy và suy nghĩ của những người đó đều bị bản thân mình trói buộc. Nàng ta lắc đầu, Diệp Huyên giao nộp thư phòng. Chứng tỏ hắn đã rời khỏi lồng giam này rồi. Giọng nói, ngươi có tính toán gì kế tiếp? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, con đường về sau, do hắn tự đi. Thấy nàng ta xoay gót rời khỏi, giọng nói lại hỏi. Trước đó ngươi còn định ra tay đúng không? Mộ Niệm Niệm cười, hiện giờ hắn đã không cần ta giúp sức nữa. À không, vẫn còn một phiền toái nho nhỏ phải giải quyết thay hắn. Nàng ta xoay người một cái đã xuất hiện ở vách ngăn vũ trụ nơi đạo giới. Phía trên đạo giới là gì? Không ai biết. Bởi hiện tại chỉ có cô gái váy trắng là người duy nhất phá vỡ được vách ngăn. Mộ Niệm Niệm nhìn trước mắt, cười nói, tên ta là Mộ Niệm Niệm. Trước khi ta chết, các ngươi không được đến đây, được chứ? Sau một hồi im lặng, một giọng nói vang lên từ sâu trong vách ngăn, các hạ quá đề cao bản thân rồi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, đoạn xòe tay gọi một thanh kiếm ra. Nàng ta muốn rút kiếm, nhưng lại lắc đầu, người còn chưa xứng cho ta phải dùng nó. Nói xong, nàng ta khẽ khép tay lại, vạch nhẹ một đường. Vách ngăn vũ trụ lập tức vỡ ra, để nàng nhanh chóng vọt vào. Một khắc sau, Mộ Niệm Niệm bước ra, trong tay xách theo hai cái thủ cấp đầm đìa máu. Sắc mặt có phần tái nhợt. Nàng ta vứt hai cái đầu sang một bên, lắc đầu nói, thật tình, chỉ có thể mà dám xem thường ta ư. Trừ cô gái váy trắng kia, ta từng sợ ai đâu chứ. Hừ, phía sau Mộ Niệm Niệm, vách ngăn vũ trụ đã trở lại bình thường. Mộ Niệm Niệm ho hai tiếng, lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh nàng ta, vết thương của ngươi lại nặng hơn. Mộ Niệm Niệm cười, không chết được. Nói xong. Nàng ta lại nhìn về phía tinh không xa xôi, rồi khẽ bảo, 3 năm ngũ duy kiếp, 3 năm. Với hắn mà nói, hẳn là đủ rồi. Chấm chấm chấm. Thần đình. Sau khi giáo hoàng trở lại thần đình, tất cả cường giả thần đình đều được triệu tập. Đạo kinh. Khi biết giáo hoàng đã có được đạo kinh, toàn bộ thần đình đều náo động. Đây thần vật hàng đầu đạo giới đấy. Nhưng bọn họ cũng biết. Muốn bảo vệ thần vật này không phải là chuyện đơn giản. Giáo hoàng vừa trở về thần đình, đám người trưởng lão chi sự của cổ tự cũng tìm đến theo sát sau,
ngoài ra còn có hơn 10 vị cường giả độn nhất cảnh. Mà một ít tán tu độn nhất cảnh của đạo giới cũng nghe tin kéo đến theo. Bỗng chốc, xung quanh thần đình gần như tụ tập hơn 90% cường giả độn nhất cảnh của đạo giới. Bên trong thần đình, sắc mặt giáo hoàng vô cùng khó coi. Thời khắc này, ông ta đã tỉnh táo lại nhiều rồi. Thần đình phải đối đầu với những cường giả độn nhất cảnh này như thế nào? Chẳng lẽ phải giao đạo kinh đã vào trong tay ra lại? Ông ta chắc chắn là không cam lòng. Lúc này, trưởng lão chi sự bỗng nói, giáo hoàng, người tốt nhất nên giao vật ấy ra. Giáo hoàng nhìn về phía trưởng lão chi sự rồi cười bảo, vậy ta nên giao cho ai đây? Trưởng lão chi sự lắc đầu, giáo hoàng đừng gây xích mích như thế nữa. Nếu ngươi không giao ra đây trước, thì chắc chắn bọn ta sẽ không nội chiến. Giáo hoàng đột nhiên nhìn sang đám người Khương Vũ, chư vị, ta đã nói rồi, giành được đạo kinh thì sẽ cùng hưởng chung với nhau, bây giờ ta vẫn giữ lập trường này. Khương Vũ nhìn giáo hoàng, không nói gì. Giáo hoàng lại nói, chư vị phải hiểu rõ một chuyện, đó là bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể chiếm giữ đạo kinh này riêng một mình được, chỉ có mọi người liên thủ lại, mới có thể bảo vệ được đạo kinh này. Nói cách khác, chúng ta phải đoàn kết. Khương Vũ đột nhiên nói, giáo hoàng, ngươi phải làm gì chúng ta mới tin tưởng được ngươi? Giáo hoàng trầm mặc một lát, sau đó nói, ta có thể thề với trời, nếu ta vi phạm cam kết vừa rồi, thì sẽ không được chết tử tế. Nghe thế, Khương Vũ do dự một lát, sau đó ông ta xoay người nhìn những kẻ ở phía sau, ý của chư vị thế nào? Mọi người đều im lặng. Thật ra bọn họ cũng biết, không ai có thể đơn độc nằm giữ đạo kinh được cả. Chỉ có thể cùng chung. Khương Vũ đã rõ ý của mọi người, ông ta nhìn giáo hoàng thì lại nhìn đám người trưởng lão chi sự, chúng ta cùng chung, chúng ta này không bao gồm đám người các hạ đâu. Nói xong, trong mắt ông ta đã nổi lên sát ý. Cổ tự. Nếu không có cổ tự, ông ta muốn nuốt riêng đạo kinh thì vẫn có cơ hội, chỉ ít nhiều nhất sẽ chỉ cùng chung với Khương Vũ. Bây giờ ông ta muốn cường giả độn nhất cảnh của đạo giới và cổ tự chém giết lẫn nhau. Bây giờ với ông ta mà nói, đạo giới có càng ít cường giả càng tốt. Xung quanh, những cường giả độn nhất cảnh kia dồn dập nhìn về phía đám người trưởng lão chi sự, đối với cổ tự, tất nhiên bọn họ rất bài xích, cổ tự này không phải người của đạo giới, thuộc thế lực ngoại lai. Sắc mặt của trưởng lão chi sự có hơi khó coi. Lúc này, giáo hoàng đột nhiên hô lên, giết. Nói xong, ông ta vọt thẳng đến chỗ trưởng lão chi sự. Những cường giả độn nhất cảnh còn lại cũng nhắm về phía đám trưởng lão chi sự. Trưởng lão chi sự biến sắc, vội hô, rút lui. Vừa dứt lời, ông ta dẫn theo nhóm tăng khổ hành của cổ tự xoay người bỏ chạy. Giáo hoàng còn định đuổi theo, nhưng những cường giả độn nhất cảnh kia lại không ai đuổi theo cả. Bọn họ không ngu, tại sao phải đuổi theo? Phải biết đám người cổ tự này ai cũng là độn nhất thượng cảnh đấy. Đuổi đi là được. Sau khi đám người cổ tự chạy thoát, nhóm cường giả độn nhất cảnh lại đổ dồn ánh mắt về phía giáo hoàng. Giáo hoàng trầm mặc một lúc, sau đó ông ta lấy thư phòng ra, lúc này đây, ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào thư phòng. Giáo hoàng đặt tay phải lên trên thư phòng, sau đó chậm rãi dùng sức, chẳng mấy chốc, thư phòng lại rung lên. Một lát sau, giáo hoàng nhíu mày lại, bởi vì ông ta phát hiện, thư phòng này không mảy may có dấu hiệu nào sắp mở ra. Khương Vũ ở bên đột nhiên nói, đừng giữ sức. Giáo hoàng gật đầu, ông ta bắt đầu dùng sức, nhưng thư phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Giáo hoàng cau mày lại, ông ta quan sát thư phòng một lúc, sau đó sắc mặt trở nên nặng nề có cấm chế. Khương Vũ đi tới bên cạnh ông ta, Diệp Huyên hả? Giáo hoàng lắc đầu, hắn không có năng lực đó, hẳn là Diệp Thanh Chi để lại. Khương Vũ trầm giọng nói, có thể dùng sức phá được không? Giáo hoàng lại nhìn thư phòng một chập, rồi lắc đầu, e là không thể. Nếu thật sự là cấm chế của Diệp Thanh Chi thiết lập, chúng ta gắng sức phá, lỡ như. Nói đến đây, ông ta không tiếp lời nữa. Nhưng ai nấy đều hiểu rõ ý của ông ta. Nếu gắng sức phá,
lỡ như thư phòng này xảy ra vấn đề gì, thì tất cả đều thốn. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp Huyên. Giáo hoàng, hắn mới có thể mở. Đi thôi. Nói xong, ông ta lập tức dẫn mọi người biến mất tại chỗ. Lần nữa đi tìm Diệp Huyên. Đúng lúc mọi người biến mất, một tăng nhân bỗng xuất hiện ở đấy, người nọ liếc nhìn xung quanh, sau đó cũng biến mất. Chấm chấm chấm. Vũ trụ lục suy, dưới thần sơn, lúc này sắc mặt của trưởng lão chi sự đang rất khó nhìn. Làm việc không công cho đạo giới. Mà bây giờ, cổ tự còn phải đối mặt với một vấn đề to lớn, chính là sự trả thù của đạo giới. Nếu đạo giới đột phá nhờ đạo kinh. Nghĩ đến đây, sắc mặt của trưởng lão chi sự ngày càng trở nên khó coi, không thể để cho đạo giới tu hành đạo kinh. Hơn nữa, trong đó còn có Phật kinh chí bảo của cổ tự, một khi để cho đối phương tu tập thêm Phật kinh thì khi đó, cổ tự càng không phải là đối thủ của đạo giới. Có thể nói, cổ tự bây giờ đã trên bờ vực sống còn. Lúc này đây, ông ta đột nhiên có chút hối hận vì lúc trước sao lại không liên thủ với Diệp Huyên. Chí ít trong thời gian ngắn Diệp Huyên sẽ không tạo thành mối uy hiếp gì với cổ tự. Mà bây giờ, đạo giới lại là uy hiếp chí mạng với cổ tự. Nhưng vào lúc này, một tăng nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt trưởng lão chi sự, tăng nhân thấp giọng nói vài câu, chẳng mấy chốc, trưởng lão chi sự đã nở nụ cười, mất sạch sự ưu sầu khi nãy. Đạo giới không mở đạo kinh được. Nghe thế, trưởng lão chi sự suýt nữa đã cười thành tiếng. Không mở được, nếu không mở được thư phòng thì sao có được đạo kinh? Thế nhưng chẳng mấy chốc sau, sắc mặt ông ta lại tối đi. Bởi vì tất cả cường giả đạo giới đều đến tìm Diệp Huyên rồi. Diệp Huyên thì có thể mở được. Nghĩ đến đây, trưởng lão chi sự thay đổi sắc mặt, sau đó vội nói, triệu tập tất cả mọi người đến ngũ duy, bảo vệ Diệp Huyên. Nói xong, ông ta lập tức dẫn vài tăng khổ hạnh bên cạnh rời đi. Mà trong cổ tự, có vài luồng khí tức mạnh mẽ phóng lên trời. Lúc này đây, trưởng lão chi sự chỉ có một suy nghĩ, đó là không thể để Diệp Huyên rơi vào tay đạo giới. Chấm chấm chấm. Vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên đột nhiên đi ra khỏi phòng, lúc này đây, tóc hắn đã bạc phơ, nhưng cũng may, khuôn mặt vẫn như cũ, không có nếp nhăn xuất hiện. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng hơi cong lên. Tâm trạng thật sảng khoái. Tự tại. Lúc này đây, trình độ kiếm đạo của hắn đã đạt đến tâm tự tại. Diệp Huyên đột nhiên nhẹ nhàng vươn tay, một tia kiếm quang bỗng xuất hiện ở tầng mây cuối chân trời, kiếm quang lướt nhanh, tự một ngôi sao băng. Tâm tự tại, kiếm cũng tự tại. Hiện tại tuy cảnh giới của hắn vẫn chưa đạt đến độn nhất, nhưng thật chất trình độ kiếm đạo đã đạt đến đẳng cấp đó rồi. Có điều. Bây giờ hắn có một vấn đề chí mạng, đó là tuổi thọ bây giờ của hắn còn chưa đầy một năm. Có thể nói, nếu không nhanh chóng tự đột phá cảnh giới, một năm sau hắn sẽ tọa hóa. Ngoài ra, còn một vấn đề nữa, đó là cảnh giới hiện tại, lúc trước vì phải chiến đấu nên hắn đã cưỡng chế thăng đến quy nguyên phá giới cảnh, không thể không nói, chuyện này có rất nhiều tác hại, lớn nhất chính là cảnh giới đang bất ổn. Nói chung. Vấn đề có rất nhiều rất nhiều. Tất nhiên, bây giờ vẫn còn vấn đề lớn hơn, đó chính là đạo giới. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rồi khẽ nói, hẳn là sắp đến rồi. Vừa dứt lời, nơi cuối chân trời bỗng xuất hiện từng hơi thở mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cười nói, tới nhanh thật. Thật ra hắn đã tính đến chuyện đạo giới sẽ quay lại, vì sao? Bởi vì đạo giới chắc chắn không mở được thư phòng. Nếu đối phương không mở được thì nhất định sẽ quay lại tìm hắn. Lúc này, Quan Âm xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, trong mắt ả ta ánh lên tia lo lắng, Diệp Huyên cười nói, không sao đâu, ta đối phó cho. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời, chỉ chốc lát sau, hắn đã tiến vào trong không trung. Trước mặt hắn là nhóm cường giả độn nhất cảnh của giáo hoàng. Lúc chỉ thấy mỗi nhóm người giáo hoàng, Diệp Huyên nở nụ cười. Vậy là đạo giới và cổ tự đã rạn nứt. Giáo hoàng nhìn Diệp Huyên, mở thư phòng ra. Nếu không thì sao?
Lúc này, một giọng nói chợt truyền đến từ phía sau đám người giáo hoàng xoay người nhìn lại, người đến chính là nhóm trưởng lão chi sự. Bên cạnh trưởng lão chi sự có tới 8 tăng khổ hành và 3 tăng lữ. 8 tăng khổ hành đều là độn nhất cảnh, còn 3 tăng lữ còn lại đều là độn nhất trung cảnh. Tổng cộng 12 người. Thấy cảnh này, sắc mặt đám người giáo hoàng đều vô cùng khó coi. Cổ tự này có lai lịch gì? Sao lại có nhiều cường giả độn nhất cảnh đến thế? Tính đến hiện nay, cường giả đỉnh cấp của cổ tự còn nhiều hơn cả thần đình và tiên các. Trưởng lão chi sự lạnh lùng liếc nhìn giáo hoàng, lấy lớn hiếp nhỏ mà cũng không thấy xấu hổ sao. Giáo hoàng lạnh lùng đáp, trưởng lão chi sự khi trước chẳng phải cũng thế. Trưởng lão chi sự hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử yên tâm, hôm nay có cổ tự ta ở đây, cho dù là ai cũng không ép buộc được ngươi. Nghe thế, giáo hoàng híp hai mắt lại, rõ ràng cổ tự này không muốn Diệp Huyên giúp bọn họ mở thư phòng. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh bỗng chen vào, trưởng lão chi sự, ta giúp bọn họ mở thư phòng ra thì hơn. Nghe thế, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Huyên, giáo hoàng cũng có chút ngớ ra, Diệp Huyên này từ khi nào trở nên tốt bụng thế. Nghe Diệp Huyên nói vậy, trưởng lão chi sự biến sắc, ngươi đang muốn gì? Diệp Huyên cười mỉa, trưởng lão chi sự, ngươi xem đi, hơn 30 cường giả độn nhất cảnh đó. Ta đánh không lại, nếu ta không mở ra cho bọn họ chắc chắn sẽ uy hiếp đến tính mạng của người thân và bạn bè bên cạnh ta. Trưởng lão chi sự chắp tay trước ngực, Diệp công tử chớ sợ, hôm nay có cổ tự ta ở đây, đạo giới đừng hòng động đến cậu một sợi lông. Hôm nay, cổ tự còn, Diệp công tử còn. Mọi người. Diệp Huyên. Lúc nghe thấy lời của trưởng lão chi sự, sắc mặt đám người giáo hoàng trở nên cực kỳ âm trầm. Mà bên Quan Âm cũng nghịch mặt ra quái lạ. Cổ tự này lật mặt nhanh quá vậy. Lúc trước bọn họ còn quyết tiêu diệt Diệp Huyên như kẻ điên mà. Một bên khác, Thiên Mạt cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, lúc này đây, nàng ta bỗng nghĩ đến một người. Thiên Đạo Ngũ Duy. Tên này không phải là họ hàng gì đó với Thiên Đạo Ngũ Duy đấy chứ. Hai kẻ đều giỏi bẫy người. Ban đầu, nàng ta còn cảm thấy giao thư phòng ra là một hành động ngu xuẩn, thế nhưng bây giờ nhìn lại thì đây là một hành động vô cùng sáng suốt. Giao thư phòng ra sẽ chia cắt được cổ tự và đạo giới. Thiên Mạt liếc mắt nhìn Diệp Huyên, xem ra sau này phải để mắt nhiều hơn đến tên này mới được. Cách đó không xa, giáo hoàng nhìn về phía trưởng lão chi sự, các hạ. Cổ tự ngươi muốn đối địch với toàn bộ đạo giới sao? Trưởng lão chi sự cười nói, giáo hoàng, thử nghĩ xem, nếu các ngươi tu hành được đạo kinh rồi, các ngươi sẽ bỏ qua cho cổ tự ta chắc. Giáo hoàng nhìn trưởng lão chi sự mà không nói gì. Trưởng lão chi sự nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta biết nỗi lo của Diệp công tử, nhưng ta dám đảm bảo với cậu rằng, hôm nay ai cũng đừng hòng rộng đến Diệp công tử. Giáo hoàng đột nhiên cười gằn, chỉ với ngươi. Trưởng lão chi sự nhìn những cường giả độn nhất cảnh ở phía sau giáo hoàng rồi cười nói, chư vị, nếu hai bên chúng ta đánh nhau, có lẽ cổ tự ta sẽ thua, nhưng bên các vị chắc chắn sẽ có không ít người chết. Còn nếu lão tăng là giáo hoàng, nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này khiến cường giả độn nhất cảnh bên mình càng giảm đi càng nhiều càng tốt, như thế sẽ bớt người chia sẻ đạo kinh lại. Nói xong. Ông ta nhìn về phía giáo hoàng, người thấy có đúng không? Giáo hoàng cười gằn, người muốn ly gián chúng ta. Trưởng lão chi sự cười nói, ly gián. Giáo hoàng, những người phía sau ngươi không phải kẻ ngu, người nghĩ bọn họ sẽ bị ngươi lợi dụng à? Giáo hoàng nhìn về phía đám người Khương Vũ, nếu không giải quyết cổ tự này, chúng ta không thể mở thư phòng lấy đạo kinh được. Mọi người trầm mặc. Bây giờ bọn họ cũng đang trong thế khó. Bởi vì bọn họ biết, nếu không giải quyết cổ tự thì không thể có được đạo kinh, nhưng nếu liều mạng cùng cổ tự thì đa số bọn họ đều sẽ chết. Hơn nữa, một khi ra tay, Diệp Huyên sẽ liên thủ cùng cổ tự, khi đó, song phương sẽ vào thế ngọc đá đều nát. Không thể xem thường Diệp Huyên này được. Thấy mọi người im lặng, sắc mặt của giáo hoàng càng trở nên khó coi. Lúc này,
Diệp Huyên đột nhiên đến bên cạnh trưởng lão chi sự, hắn do dự một lúc rồi nói, đại sư, hay là ta cứ mở thư phòng cho bọn họ đi. Dù sao Diệp Huyên ta cũng không cần thư phòng, chỉ mong mọi người tha cho ta một con đường sống là được. Trưởng lão chi sự liếc mắt nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử đừng có đóng kịch với lão tăng, trong lòng cậu nghĩ gì, lão tăng biết, mà giáo hoàng cũng biết. Diệp Huyên đen mặt lại, một lũ cáo già. Phía xa xa, giáo hoàng đột nhiên nói, Diệp công tử, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng với nhau. Thương lượng. Giáo hoàng đột nhiên phát hiện, đó là nếu Diệp Huyên chủ động đồng ý mở thư phòng ra cho bọn họ thì sao? Một khi Diệp Huyên đồng ý đứng về phía đạo giới thì cổ tự có thể làm gì được? Thực lực của vũ trụ ngũ duy tuy không bằng cổ tự hay đạo giới, nhưng cũng không thể khinh thường được, một khi Diệp Huyên giúp đỡ đạo giới, cổ tự hẳn là sẽ không làm được gì. Nghe giáo hoàng nói thế, mọi người bỗng hiểu ra, Diệp Huyên này mới là điểm then chốt. Nếu Diệp Huyên giúp đỡ đạo giới, cổ tự làm gì được? Cổ tự chỉ có thể đứng nhìn. Tất nhiên cổ tự cũng hiểu rõ điều này, lão tăng nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, đạo giới lòng muôn dạ thú. Trước đây bọn họ đã muốn tàn sát toàn bộ ngũ duy đấy. Giáo hoàng ở bên cười khẩy, lúc trước bảo Diệp công tử là uy hiếp lớn nhất, phải trừ cho đỡ hậu họa về sau là ai? Là trưởng lão chi sự đấy nhỉ? Trưởng lão chi sự lạnh lùng nói, đó là lúc trước, bây giờ cổ tự ta và Diệp công tử cùng chết cùng sống. Cùng chết cùng sống. Nghe thế, mí mắt Diệp Huyên giật nảy lên, lão hòa thượng này cũng ghê gớm thật. Sống chết cũng lôi ra được luôn. Giáo hoàng nhìn trưởng lão chi sự, đại sư, ngươi là người ngoại lai, loại lời không biết xấu hổ này mà ngươi cũng nói ra được. Trưởng lão chi sự chắp tay trước ngực, giáo hoàng, mặc kệ hôm nay ngươi nói gì, cổ tự ta cũng sẽ kiên quyết đứng về phía Diệp công tử. Giáo hoàng nhìn chằm chằm vào trưởng lão chi sự, nếu như ánh mắt có thể giết người, e là trưởng lão chi sự đã chết được 100 lần rồi. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, cậu thấy thế nào? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, ta sợ chết. Sợ chết? Nghe thế, mọi người đều giật mí mắt một cái, tất nhiên bọn họ sẽ không tin mấy lời ba hoa này của Diệp Huyên. Tên này mà sợ chết à? Trong ấn tượng của bọn họ, tên này không biết chết là gì cơ. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử, người ở đây không ai ngốc cả, Diệp công tử nghĩ gì, chúng ta đều rõ cả, ta hy vọng chúng ta nghĩ gì, Diệp công tử cũng sẽ rõ. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn biết, hắn muốn để cổ tự và đạo giới cắn nhau sứt đầu mẻ trán là chuyện không quá thực tế. Hơn nữa, sơ suất một cái có khi lại đẩy hai bên liên thủ lại một lần nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chợt cười rồi nói, ta biết chư vị nghĩ gì, nhưng ta cũng bó tay với thư phòng này thôi. Khương Vũ khẽ nhíu mày, là sao? Diệp Huyên nhìn về phía giáo hoàng, đưa thư phòng cho ta một lát. Giáo hoàng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này Khương Vũ xen vào, đưa cho hắn đi. Giáo hoàng im lặng một lát, sau đó ông ta búng tay một cái, thư phòng lập tức bay đến trước mặt Diệp Huyên. Lúc này, trưởng lão chi sự ở bên đột nhiên nói, Diệp công tử, lời mời hợp tác cậu từng đề nghị, lão tăng cảm thấy rất ổn, chúng ta liên thủ bảo vệ thư phòng, sau đó cùng san sẻ thư phòng này. Diệp Huyên liếc nhìn trưởng lão chi sự, mẹ kiếp, bây giờ mà lão hòa thượng này còn nói đến chuyện hợp tác. Muộn rồi. Diệp Huyên nhìn đám người giáo hoàng, cười bảo, chư vị yên tâm, ta không có ý đồ gì đâu, chỉ là muốn cho mọi người chứng kiến chuyện này thôi. Nói xong, hắn khẽ thôi động suy nghĩ, thư phòng trên tay hắn rung lên, chẳng mấy chốc, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, túc chủ thực lực chưa đủ, không thể mở ra. Không thể mở ra. Nghe thế, mọi người có mặt đều nhíu mày lại. Giáo hoàng nhìn Diệp Huyên, nghĩa là sao? Diệp Huyên cười nói, nghĩa là thực lực của ta chưa đủ, không thể mở ra được. Giáo hoàng híp hai mắt lại, đưa ta. Diệp Huyên không trả lại giáo hoàng, mà búng tay một cái, thư phòng bay đến trước mặt Khương Vũ. Thấy thế, giáo hoàng lập tức cả giận nói, Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên bỗng bảo, giáo hoàng đại nhân,
đưa cho Khương các chủ hay cho ngươi thì có gì khác nhau đâu. Giáo hoàng gắt gỏng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, ta cảm thấy đâu khác gì. Khương Vũ ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía giáo hoàng yên tâm, Khương mỗ sẽ không độc chiếm thư phòng này, một khi mở ra rồi, ta sẽ cùng chung với các vị. Những cường giả độn nhất cảnh xung quanh Khương Vũ liền vội vã gật đầu. Thật ra so với giáo hoàng, bọn họ muốn thư phòng này ở trong tay Khương Vũ hơn. Bởi vì Khương Vũ nhìn đáng tin hơn một chút. Giáo hoàng đột nhiên cười nói, Diệp Huyên, ngươi đã không thể mở ra thư phòng, vậy nói cách khác, ngươi không còn chút tác dụng nào nữa. Đúng không? Diệp Huyên cười nói, đúng thế. Nếu giáo hoàng đại nhân muốn ra tay thì có thể ra tay bất cứ lúc nào. Giáo hoàng nhìn trưởng lão chi sự ở bên cạnh, bây giờ các ngươi hẳn sẽ không nhúng tay vào nữa chứ. Trưởng lão chi sự trầm mặc. Tất nhiên là không muốn nhúng tay vào rồi. Nếu Diệp Huyên không thể mở thư phòng ra, cổ tự hiển nhiên không còn lý do gì để nhúng tay vào. Hiện tại, ông ta lại thấy hơi muốn Diệp Huyên chết rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Huyên đột nhiên vang lên trong đầu ông ta, trưởng lão chi sự nghĩ ta thật sự không thể mở ra được đấy à? Nghe thế, mí mắt trưởng lão chi sự giật lên, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên như đang nhìn quái vật. Phía đối diện Diệp Huyên, giáo hoàng đột nhiên định ra tay, lúc này, trưởng lão chi sự lập tức cả giận lên tiếng, dừng tay. Mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn ánh nhìn về phía trưởng lão chi sự. Trưởng lão chi sự liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn sang giáo hoàng, lão tăng đã nói, cổ tự ta muốn cùng tiến cùng lùi với Diệp công tử. Giáo hoàng cau mày lại, người bị bệnh à? Không nghe hắn nói rồi sao? Hắn không thể mở thư phòng ra. Lão tăng nhìn chằm chằm vào giáo hoàng, Phật ta từ bi. Từ bi. Giáo hoàng giận quá mà cười, từ bi. Lão hòa thượng, người đang nói gì vậy? Từ bi. Ngươi đang đùa ta đấy à? Sắc mặt đám người Khương Vũ cũng có chút quái lạ. Từ bi. Lão tăng này còn hô hào từ bi nữa chứ? Thứ gì vậy? Trưởng lão chi sự lạnh lùng nói, giáo hoàng, trời cao có đức hiếu sinh, có cổ tự ta ở đây, hôm nay ngươi đừng hòng động vào Diệp công tử. Thật ra ông ta cũng không chắc Diệp Huyên rốt cuộc có thể mở thư phòng ra được hay không. Nhưng ông ta không còn lựa chọn nào khác. Cũng không dám đánh cược. Lỡ như Diệp Huyên thật sự có thể mở ra thì sao? Khi đó cổ tự sẽ tiêu đời. Vì thế ông ta chỉ có thể chọn cách trợ giúp Diệp Huyên. Lúc này giáo hoàng đang định nói chuyện, thì Diệp Huyên bỗng xen vào, chư vị, ta cảm thấy việc cấp bách hiện giờ là tìm cách mở thư phòng ra, bởi vì theo ta được biết, tộc trưởng đế tộc đế Lâm Huyên hẳn là đã lấy được một ít bí mật của đạo kinh từ cô gái váy trắng. Khương Vũ khẽ nhíu mày, có ý gì? Diệp Huyên cười nói, ý của ta là nếu để đế Lâm Huyên đột phá trở về, người nói xem, hắn có để yên cho các người xem đạo kinh không? Khương Vũ trầm giọng nói, cũng có thể là cô gái váy trắng sống sót. Diệp Huyên nhìn Khương Vũ, người dám đánh cược không? Dám đánh cược không? Khương Vũ trầm mặc. Ông ta không dám đánh cược. Nếu đế Lâm Huyên thật sự sống sót, sau này đối phương đột phá lên trên độn nhất cảnh thì tất cả bọn họ đều phải chết. Diệp Huyên cười nói, chư vị, tuy tiên tri kỳ tài ngút trời, nhưng thứ cho ta nói thẳng, chư vị cũng không kém hắn là bao. Ta tin sau khi chư vị trở lại đạo giới, nếu có thể tập hợp một vài kỳ nhân dị sĩ hoặc trận pháp sư, chắc chắn sẽ có cách loại trừ cấm chế trên thư phòng này. Vì thế, ở đây liều mạng với ta và cổ tự, không bằng trở về nghĩ cách mở thư phòng ra, lấy đạo kinh đi. Giáo hoàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người không chết, chúng ta khó yên lòng. Diệp Huyên cười nhạt, sau đó nói, nếu các ngươi có được đạo kinh, đột phá lên trên độn nhất cảnh, muốn giết ta chẳng phải là chuyện trong nháy mắt. Giáo hoàng còn định nói gì đó, nhưng Khương Vũ đã xen vào, trở về đạo giới. Nói xong, ông ta liền dẫn những cường giả độn nhất cảnh rời đi. Hiện tại thư phòng đã ở trong tay Khương Vũ. Thế nên lời nói của ông ta có trọng lực nhất. Mà ông ta lại không có thâm cừu đại hận gì với Diệp Huyên cả. Sắc mặt giáo hoàng có chút khó coi.
Diệp Huyên nhìn giáo hoàng rồi cười bảo, giáo hoàng muốn đơn đấu với chúng ta sao? Giáo hoàng lườm Diệp Huyên một cái sắc lẻm, sau đó xoay người biến mất ở nơi cuối chân trời. Sau khi đám người giáo hoàng rời đi, trưởng lão chi sự ở bên nhìn sang Diệp Huyên, Diệp công tử, cậu thật sự có thể mở thư phòng ra sao? Diệp Huyên hơi cong khóe miệng lên, đại sư, ông đoán thứ xem. Trưởng lão chi sự. Đoán. Trưởng lão chi sự nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên có thể mở thư phòng hay không? Ông ta thật sự không dám chắc. Diệp Huyên này rất gian trá. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, đại sư, thứ ông cần nghĩ bây giờ là chúng ta có thời gian rồi. Trưởng lão chi sự nhíu mày, có ý gì? Diệp Huyên liếc nhìn trưởng lão chi sự, thứ nhất, tạm thời bọn họ không thể mở thư phòng, thứ hai, chúng ta có thêm thời gian để suy nghĩ nên đối phó với bọn họ thế nào. Ông thấy sao? Trưởng lão chi sự hơi do dự, sau đó nói, nếu bọn họ có thể nhanh chóng mở được thư phòng thì chúng ta phải làm sao đây? Diệp Huyên nghiêm túc nói, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian. Giành lại thư phòng trước khi bọn họ mở nó ra. Giành lại. Trưởng lão chi sự nhìn Diệp Huyên, người cảm thấy có thể đoạt lại sao? Diệp Huyên cười hỏi, chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết như thế sao? Trưởng lão chi sự im lặng. Diệp Huyên lại nói, ta có cách cướp nó lại. Trưởng lão nhìn hắn, cách gì? Diệp Huyên đáp, chắc ông cũng biết thư phòng kia đã nhận ta làm chủ rồi, ta và nó có liên hệ với nhau, ta có thể cảm nhận được nó đang ở đâu. Trưởng lão chi sự lắc đầu, thế thì sao chứ? Người biết nó ở đâu cũng đâu thể lấy lại nó. Diệp Huyên cười nói, nếu chúng ta liên thủ thì sao? Trưởng lão chi sự im lặng. Diệp Huyên lại nói, trưởng lão chi sự, ta hy vọng bây giờ ông phải hiểu một chuyện. Đó là đạo kinh và Phật kinh ở trong tay đạo giới, nếu chúng ta không liên thủ, thì mọi người chỉ có một con đường chết thôi. Trưởng lão chi sự nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, lão tăng rất sợ ngươi. Ngươi có quá nhiều mưu kế. Diệp Huyên nhún vai, nếu thế thì chúng ta tạm biệt nhau từ đây thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, lão tăng chợt cất lời, Diệp công tử xin dừng bước. Diệp Huyên nhìn trưởng lão chi sự, cười nói, trưởng lão chi sự còn chuyện gì nữa sao? Ông ta trầm giọng nói, Diệp công tử, ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ. Diệp Huyên cười đáp, ta cần gặp trụ trì của cổ tự. Trưởng lão chi sự nhíu mày, Diệp công tử có ý gì? Diệp Huyên lắc đầu, trưởng lão chi sự, ông quá nhút nhát, không đủ quyết đoán, ta không muốn nói chuyện với ông. Trưởng lão nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên vừa định nói tiếp thì không gian trước mặt trưởng lão chi sự đột nhiên nứt ra, sau đó, một lão tăng mặc áo bào trắng xuất hiện. Thấy lão tăng này, trưởng lão chi sự vội cung kính hành lễ trụ trì. Người đến chính là trụ trì của cổ tự. Trụ trì cười khẽ nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta nói chuyện chút đi. Diệp Huyên cười nói, được. Trụ trì đưa tay ra dấu mời. Diệp Huyên cũng nâng tay ra hiệu, sau đó hai người đi tới nơi sâu trong tinh không. Trên đường đi, trụ trì chợt cất lời, Diệp công tử tuổi còn trẻ, chẳng những kiếm đạo đạt tới cảnh giới tâm mình tự tại mà đầu óc cũng rất thông minh, thật sự là hiếm có trên thế gian. Diệp Huyên nhìn trụ trì, trong lòng hơi khiếp sợ, không ngờ đối phương lại nhìn thấu thành tựu kiếm đạo của mình. Phải biết rằng trưởng lão chi sự và mấy người giáo hoàng đều không thể nhìn ra. Trụ trì cười nói, Diệp công tử, ta thật sự tò mò một điều, hy vọng công tử có thể giải thích mối nghi hoặc. Diệp Huyên gật đầu, mời trụ trì nói. Trụ trì nhẹ giọng nói, theo ta được biết, sau lưng Diệp công tử có một vài cao thủ thần bí, những người này lai lịch thần bí, thực lực mạnh mẽ. Nhưng vì sao lần này lại không có ai ra mặt giúp đỡ Diệp công tử thế? Diệp Huyên cười đáp, trụ trì có thể thử đoán xem. Trụ trì lắc đầu, không đoán được. Diệp Huyên cười khẽ trụ trì, người nhà dạy ta là, mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân mình. Dựa vào bản thân. Trụ trì im lặng. Đương nhiên lão ta hiểu ý Diệp Huyên là sở dĩ người đứng sau hắn không ra tay là vì rèn luyện hắn.
Diệp Huyên chợt cất lời, trụ trì, ta cũng không hiểu một điều. Trụ trì cười khẽ, mời Diệp công tử nói. Diệp Huyên nhìn về phía trụ trì, nghe người ta nói cổ tự rất thần bí, trụ trì có thể giới thiệu về cổ tự không? Trụ trì im lặng. Diệp Huyên cười hỏi, không nói được sao? Trụ trì cười khẽ, nếu Diệp công tử đã hỏi, thì ta cũng có thể nói một chút cho cậu. Có lẽ Diệp công tử biết cổ tự ta đều là người cõi tiên, mọi người tu luyện Phật Pháp, mà chúng ta là đến từ Phạn Thiên Giới còn được gọi là vùng cực lạc. Diệp Huyên nhíu mày, Phạn Thiên Giới, nằm trên đạo giới sao? Trụ trì lắc đầu, cũng không phải. Diệp Huyên nói, xin trụ trì giải thích. Trụ trì gật đầu, có lẽ Diệp công tử vẫn chưa hiểu rõ về bốn nơi trong vũ trụ này. Thứ nhất là Phạn Thiên Giới, đó là nơi bắt nguồn Phật Pháp, đừng nói Diệp công tử, dù là người của đạo giới cũng không biết về giới này. Thứ hai là trên đạo giới là Tu Di Thần Quốc, đó là một quốc gia lâu đời, truyền thừa gần triệu năm, hoàng thất của nước này có tổ huyết trong truyền thuyết, cũng chính là tổ tông của vạn huyết, uy lực của huyết mạch này gần như là vô địch. Nói đến đây, lão ta nhìn Diệp Huyên, đương nhiên huyết mạch của Diệp công tử cũng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyên cười nói, huyết mạch của ta và tổ huyết đó, cái nào mạnh hơn? Trụ trì im lặng một lát rồi lắc đầu, không biết. Nhưng theo suy đoán của lão tăng, có lẽ là tổ huyết kia. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Trụ trì nhẹ giọng nói, tổ huyết, áp chế vạn huyết, e rằng huyết mạch của Diệp công tử vẫn không thể vượt qua tổ huyết, đương nhiên ta cũng không rõ cụ thể, sau này có lẽ Diệp công tử sẽ có cơ hội tìm hiểu về huyết tổ này. Diệp Huyên gật đầu, trụ trì tiếp tục đi. Trụ trì nói tiếp, nơi thứ ba là Phi Thăng Đài, nghe nói Phi Thăng Đài là một nơi tự hình thành, bên trong đó là thế giới Bà Sa, nghe đồn đạo kinh cũng đến từ giới này. Thông qua Phi Thăng Đài này sẽ đến được Bà Sa giới. Nhưng Phi Thăng Đài này cực kỳ thần bí, vì không ai biết rốt cuộc nó ở đâu. Phi Thăng Đài. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, thầm nhớ kỹ nơi này, sau đó lại hỏi, vậy nơi cuối cùng thì sao? Trụ trì khẽ nói, ngân hà giới trong truyền thuyết. Diệp Huyên nhíu mày, ngân hà giới trong truyền thuyết là nơi nào? Trụ trì giải thích, cụ thể ta cũng không biết, trong kinh văn của cổ tự ghi chép, ngân hà giới này là một nơi vô cùng thần bí, sở dĩ nói nó thần bí là vì mỗi một khoảng thời gian, vũ trụ này của chúng ta sẽ xuất hiện một vài thiên tài, mà những thiên tài này hành động rất kỳ lạ, rất khác với người của thế giới chúng ta. Dù là lời nói hay hành động của bọn họ cũng khác chúng ta rất nhiều. Mà suy nghĩ của bọn họ cũng rất kỳ lạ, theo điều tra ghi chép trong kinh văn của cổ tự, những người hành động kỳ lạ này đều đến từ ngân hà giới, mà bọn họ cũng tự xưng là người xuyên không. Người xuyên không? Diệp Huyên chớp mắt, người xuyên không? Có nghĩa là gì? Trụ trì chắp tay, có nghĩa là người vượt qua không gian để đến đây. Vận may của những người này thường rất nghịch thiên. Tu hành và kỳ ngộ của bọn họ là thứ chúng ta không thể tưởng tượng nổi, chẳng khác nào gian lận cả. Nhưng bọn họ cũng thường bị thiên đạo trấn áp, vì trong mắt thiên đạo, bọn họ là người ngoại lai, là cư dân phi pháp. Nhưng cũng có một vài người xuyên không cực kỳ mạnh mẽ, giết ngược lại thiên đạo, tóm lại, đây là một nhóm người vô cùng đặc biệt. Nói xong, lão ta nhìn về phía Diệp Huyên, thật ra lúc trước cổ tự ta cũng cho rằng Diệp công tử là người như thế. Nhưng sau đó chúng ta phát hiện là không phải. Diệp Huyên hơi khó hiểu, sao có thể nhìn ra được. Trụ trì cười nói, nếu Diệp công tử là người như thế, thiên đạo ngũ duy chắc chắn sẽ không giúp đỡ cậu. Còn nữa, số mệnh nhân quả của Diệp công tử thuộc về vũ trụ này, chúng ta có thể chắc chắn. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Diệp Huyên nghĩ tới một người. Cô bé có sừng trên đầu. Hành động của cô bé kia cũng vô cùng kỳ lạ. Ăn mặc cũng rất kỳ lạ. Nói chuyện cũng thế. Đừng nói cô bé đến từ ngân hà giới nhé. Cả nhóc màu trắng kia nữa. Nhóc màu trắng cũng hơi kỳ lạ. Trụ trì lại nói tiếp, thật ra vẫn còn một nơi nữa, nhưng rốt cuộc có nơi này hay không thì ta cũng không biết. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ nhìn về phía trụ trì, nơi nào? Trụ trì trầm giọng nói, âm phủ. Âm phủ. Diệp Huyên nhíu mày, đó là nơi nào? Trụ trì nhẹ giọng nói, nơi chúng ta ở bây giờ là Dương Gian,
nhưng nghe nói vẫn còn một thế giới nữa chính là âm phủ. Mà âm phủ này ở ngay bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta không có cách nào bước vào nơi đó, vì đó không phải thế giới thuộc về chúng ta, mà người của thế giới kia cũng không thể tiến vào thế giới của chúng ta. Trừ khi... Nói đến đây, lão ta chợt im lặng. Diệp Huyên tò mò, trừ khi cái gì? Trụ trì nhìn Diệp Huyên, người có thể nhìn thấu tất cả ngăn cách của thế giới mới có thể nhìn thấy âm phủ, mà trước mắt ta còn chưa được gặp người như thế. Nhưng thế gian này có chia âm với dương, nếu chúng ta nằm ở dương gian, vậy âm phủ cũng có khả năng tồn tại. Âm phủ. Diệp Huyên im lặng. Xem ra có thời gian phải hỏi thử Mộ Niệm Niệm hoặc cô gái váy trắng mới được. Trong những người hắn quen, có lẽ chỉ có hai người này có thể biết rốt cuộc thế giới này có âm phủ hay không thôi. Lúc này, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, bây giờ chúng ta có thể nói đến chuyện đối phó với đạo giới thế nào không? Diệp Huyên thôi suy nghĩ, cười nói, đương nhiên, trụ trì, suy nghĩ của ta rất đơn giản, không thể để đạo giới mở được thư phòng, tu luyện đạo kinh và Phật kinh ở bên trong, ông nghĩ sao? Trụ trì gật đầu, ta cũng nghĩ giống Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn trụ trì, cười nói, ta biết cổ tự kiêng dè mình, nhưng trước mắt, đạo giới mang lại uy hiếp lớn nhất cho chúng ta, trụ trì có thấy thế không? Trụ trì cười khẽ, Diệp công tử yên tâm, trong thời gian hợp tác, cổ tự sẽ không làm ra chuyện bất lợi với Diệp công tử đâu. Diệp Huyên cười nói, vậy cũng tốt, trụ trì, thật không giấu gì ông, ta có cách cướp lại thư phòng, nhưng ta cần phải đạt tới độn nhất mới có thể chắc chắn sẽ cướp lại được thư phòng, hơn nữa sau khi cướp lại còn có thể mở nó ra. Trụ trì yên lặng. Diệp Huyên lại nói, một khi đoạt lại thư phòng, ta sẽ lập tức mở nó ra, sau đó chúng ta cùng chia sẻ, trong lúc đó, chúng ta cũng cần liên thủ, vì chắc chắn đạo giới sẽ không cho chúng ta mở thư phòng dễ dàng như thế. Trụ trì nhìn Diệp Huyên, điều kiện tiên quyết là Diệp công tử đạt tới độn nhất. Đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Trụ trì nhìn chằm chằm hắn, bao giờ Diệp công tử đạt đến độn nhất? Diệp Huyên nhìn trụ trì, nghiêm túc nói, đại sư, các ông phải giúp ta. Trụ trì chắp hai tay, A-di-đà Phật, Diệp công tử, cậu thật lắm mưu kế. Diệp Huyên. Một nỗi kiêng kỵ dâng lên trong lòng trưởng lão trụ trì, bởi vì nước đi này của Diệp Huyên quá khéo, đến nỗi cổ tự không thể chối từ. Như đọc được suy nghĩ ông ta, Diệp Huyên cười lên, đại sư tin ta hay tin đạo giới hơn? Thấy đối phương không đáp, hắn tiếp tục. Diệp Huyên ta đây, chỉ cần người không phụ ta, ta tất không phụ người. Trụ trì chắp tay, Diệp công tử, nếu cậu đạt đến độn nhất cảnh, thật sự có thể đoạt lại thư phòng kia sao? Hắn gật đầu, thật sự. Trụ trì cũng gật đầu, vậy phiền công tử rời bước đến cổ tự bàn việc. Có thể chứ? Diệp Huyên chắp tay lại, trụ trì tại hạ còn một yêu cầu quá đáng. Trụ trì, mời công tử nói. Hắn vung tay lên, thả hai tăng nhân áo đỏ bị nhốt trong tháp giới ngục ra trước mặt trụ trì, khiến ông ta sửng sốt. Diệp công tử đây là... Hắn cười, ta trả hai vị đại sư này lại cho cổ tự. Trụ trì quan sát hắn một hồi rồi cong môi, đa tạ công tử. Tầm quan trọng của hai cường giả độn nhất thượng cảnh đối với cổ tự là vô cùng to lớn. Diệp Huyên nhìn xuống bên dưới rồi nói, ta có một vài người bạn đã đạt đến bán bộ độn nhất, tin rằng cổ tự sẽ có biện pháp giúp họ đột phá độn nhất cảnh. Cổ tự sở hữu nhiều cường giả độn nhất thượng cảnh đến vậy, chắc chắn không chỉ là vấn đề thiên phú. Bởi trừ thiên phú và nỗ lực ra, rất nhiều lúc còn cần có một bệ phóng tốt nữa, bằng không thì thiên phú cao đến đâu. Có nỗ lực cách mấy cũng có thể thành công cốc. Sau một hồi im lặng, trụ trì mới nhẹ giọng nói, thật không dám giấu giếm Diệp công tử, cổ tự ta quả thật có cách. Diệp Huyên cười, nhưng vì kiêng kỵ ta nên các vị sẽ không giúp họ đột phá đúng không? Trụ trì lắc đầu, ngược lại. Diệp Huyên sửng sốt, nghĩa là thế nào? Trụ trì khẽ mỉm cười, Diệp công tử vào thời khắc này mà vẫn không quên người bên mình. Đủ để chứng minh cậu là người trọng tình trọng nghĩa. Liên minh cùng cậu, cổ tự ta rất an tâm. Đoạn ông ta nhìn xuống dưới, ta sẽ phái tăng nhân truyền võ xuống hạ giới, trợ giúp các vị đột phá độn nhất cảnh. Diệp Huyên cười, đa tạ.
xem như là cảm tạ ân tình Diệp công tử không lấy mạng họ vậy. Trụ trì lại nhìn hai tăng nhân áo đỏ, đoạn nói với Diệp Huyên, về phần cậu, cảnh giới hiện nay của cậu không vững chắc. Nếu muốn đột phá thì phải cùng ta đến cổ tự, tu tập theo tàng kinh của chúng ta, củng cố cảnh giới, sau đó đột phá độn nhất cảnh. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, vậy xin cảm ơn. Trụ trì cười, mời công tử. Để ta đi thông báo một chút. Diệp Huyên cong môi, sau đó quay sang nói với Quan Âm, Quan cô nương đừng lo, chưa kể thiên phú cô rất cao, nhớ phải nắm chắc cơ hội này, đừng để lãng phí. Được, Quan Âm gật đầu với hắn, ngập ngừng, người có còn trở lại không? Điều ả ta sợ nhất chính là Diệp Huyên sẽ một đi không trở lại. Hắn đã có khả năng rời khỏi vũ trụ này, ả cũng có thể, nhưng ả lại không thể mang toàn bộ âm linh tộc rời đi. Diệp Huyên cười, dĩ nhiên rồi. Quan Âm gật đầu, chúng ta chờ ngươi trở về. Diệp Huyên lại nói với các cô gái đứng cách đó không xa, nhớ đạt đến độn nhất cảnh đấy. An Lan Tú, nhất định. Tiểu Thất liếc xéo hắn, nhanh hơn ngươi là cái chắc. Diệp Huyên. Trương Văn Tú đi đến trước mặt hắn, phải cẩn thận. Diệp Huyên, yên tâm, khi nào đạt đến độn nhất cảnh, ta sẽ trở lại ngay. Ta đã từng hứa sẽ cùng đồng sinh cộng tử cùng vũ trụ ngũ duy mà. Trương Văn Tú gật đầu, được. Đến đây, Diệp Huyên quay sang nhìn trụ trì đại sư, chúng ta đi thôi. Ông ta gật đầu, được. Không lâu sau, bọn họ đã biến mất cuối vũ trụ. Tiểu Thất bỗng thốt lên, mấy con lừa chọc này sẽ không giở trò gì chứ. Quan Âm, chắc chắn sẽ có. Thấy mọi người nhìn sang, ả ta nói, bọn họ có thể giúp Diệp Huyên đột phá ngay tại đây, nhưng lại một hai muốn hắn phải đến cổ tự, chắc chắn là có mưu đồ gì. Nghe vậy, trong mắt các cô gái đều hiện lên vẻ lo âu, lại nghe Quan Âm nói. Đừng lo, chiêu trò của hắn còn ghê gớm hơn nhiều. Cổ tự không được lợi lộc gì đâu. Mọi người. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên theo nhóm người trụ trì đi đến Lục Duy. Chỉ trong chốc lát, họ đã đến dưới thần sơn. Trụ trì không trực tiếp tiến vào cổ tự mà dẫn bọn họ chậm rãi đi lên. Diệp Huyên bỗng hỏi, trụ trì, không phải có quy định không cho người ngoài đặt chân vào cổ tự sao? Ông ta mỉm cười, có thể có ngoại lệ. Diệp Huyên cười cười rồi ngẩng đầu lên, hắn quả thật vẫn có chút hiếu kỳ với cổ tự. Ai cũng nói đó là một nơi thần bí vô cùng, hắn muốn xem rốt cuộc là thần bí chỗ nào. Một hồi sau, khi họ đi đến lưng chừng núi, trụ trì bỗng cất tiếng, Diệp công tử có hứng thú với Phật Pháp không? Phật Pháp ư? Giọng tầng 9 bỗng vang lên trong đầu, ê tiểu tử, ông ta muốn người đi làm hòa thượng đấy, ha ha. Diệp Huyên chỉ mỉm cười hỏi lại, đại sư, Phật Pháp là gì? Trụ trì, đến lúc đó, công tử có thể tìm hiểu. Hắn gật đầu, được thôi. Giữa lúc trò chuyện, họ đã đi đến trước một chiếc cổng đá. Cổng không lớn, chỉ gồm hai cây cột đá mộc mạc và một tấm biển viết hai chữ cổ tử, đơn giản vô cùng. Phía sau cổng là một con đường lát đá vụn, với một ngôi chùa tọa lạc nơi cuối đường. Kích cỡ chùa không lớn. Cũng không trang hoàng lộng lẫy, nhìn qua hết sức giản dị. Trên đường được trụ trì dẫn đi, Diệp Huyên thấy được một vài tăng nhân dừng lại hành lễ khi gặp mặt trụ trì. Nói hắn không rúng động là giả, bởi những người ấy thấp nhất đều đã đến độn nhất cảnh. Độn nhất cảnh kiểu gì mà nhiều như chó chạy ngoài đồng thế này? Diệp Huyên không khỏi thấy chấn động, cổ tự này kinh khủng đến vậy sao? Vào lúc này, một tăng nhân mặc áo đen, tay cầm pháp trượng bước đến. Trụ trì nói, trì vũ, hãy đi đến ngũ duy, trợ giúp bạn bè của Diệp công tử đột phá đến độn nhất cảnh. Ánh mắt sắc bén như kiếm của tăng nhân lia đến Diệp Huyên, cả người toát ra khí tức sát phạt lẫm liệt. Nhưng Diệp Huyên không sợ, bởi số người hắn giết cũng không phải ít. Trì vũ chỉ nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, chắp tay lại, nhanh chóng rời đi. Trụ trì lại gọi theo, trì vũ, xuống đó phải giữ lễ, nhớ chưa? Trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm vô hình. Ông ta biết Diệp Huyên vừa trọng tình lại vừa nóng tính, nếu hắn biết trì vũ có xích mích gì với ngũ duy thì tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình.
Mà một khi Diệp Huyên có ý nghiêng sang đạo giới, cổ tự sẽ gặp bất lợi. Nghe trụ trì nói vậy, Chi Vũ gật đầu rồi biến mất ở nơi xa không lâu sau đó. Trụ trì quay sang Diệp Huyên, Diệp công tử, mời. Hắn gật đầu, sau đó được ông ta đưa vào một căn phòng nhỏ, bên trong chỉ có hai cái bồ đoàn. Trụ trì, mời công tử. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, trụ trì rút ra một quyển kinh Phật. Lật ra trang thứ nhất, nói, Diệp công tử, ta sẽ giảng cho cậu nghe ba quyển tàng kinh. Chúng được chia làm ba phần, ta sẽ nói phần đầu trước, như thị ngã văn, Phật pháp vạn bàn, tâm thiện. Ta nghe như vậy, hết thảy Phật pháp, tâm thiện. Sắc mặt Diệp Huyên bỗng trở nên kỳ lạ. Ông ta thật sự muốn biến hắn thành hòa thượng thật à? Trụ trì bỗng nói, Diệp công tử hãy tĩnh khí ngưng thần, chớ nghĩ lung tung. Quyển kinh này có thể củng cố cảnh giới của cậu, xin hãy an tâm lắng nghe. Diệp Huyên. Chấm chấm chấm. Đạo giới. Sau khi trở lại, Khương Vũ không đi đến thần đình mà trở về địa bàn của mình, Tiên Các. Nhóm giáo hoàng tất nhiên vẫn theo sát ông ta. Bên trong Tiên Các, Khương Vũ nhìn tất cả mọi người một lượt, nói. Chư vị, việc cần kíp hiện nay là mở ra thư phòng. Xin hãy yên tâm. Khương Mỗ nói được làm được, nếu mở được nó sẽ chia sẻ cùng các vị, tuyệt đối không chiếm làm của riêng, và lại Khương Mỗ cũng không có năng lực ấy. Một lão cường giả độn nhất cảnh khẽ gật đầu, chúng ta đương nhiên tin tưởng Khương các chủ. Chỉ có giáo hoàng nhìn mà không nói. Khương Vũ, nếu chư vị quen biết các trận pháp sư hoặc kỳ nhân dị sĩ nào đó thì hãy mời đến. Ta không tin không ai có thể phá giải cấm chế của tiên tri. Đoạn ông ta quay sang giáo hoàng, nhân mạch của thần đình và tiên các trải rộng hơn, hy vọng ông sẽ bỏ chút sức lực. Giáo hoàng gật đầu, ta đã cho người loan tin, một vài trận pháp sư và thuật sĩ của thần đình đang trên đường đến đây. Khương Vũ, rất tốt. Giáo hoàng bỗng nói, ta vẫn luôn cho rằng Diệp Huyên kia là mối họa lớn. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn ông ta. Ai nấy đều thấy rõ dã tâm muốn giết hắn của giáo hoàng. Khương Vũ hạ giọng, giáo hoàng, ông phải hiểu một điều là cô gái váy trắng và đế Lâm Uyên đã lấy được đạo kinh, chẳng lẽ hai người họ còn không nguy hiểm bằng Diệp Huyên? Thấy đối phương không nói gì, ông ta tiếp lời. Việc cần kíp hiện nay là mở thư phòng, nghiên cứu đạo kinh, tranh thủ đạt đến trên độn nhất cảnh trước cô gái váy trắng và đế Lâm Uyên. Bằng không một khi có ai trong họ thành công. Tất cả chúng ta đều phải chết. Một lão cường giả độn nhất cảnh khẽ gật đầu, Khương các chủ có lý, quan trọng nhất là mở thư phòng, đột phá đến trên độn nhất cảnh. Những người còn lại cũng rối rít gật đầu. Giáo hoàng và Diệp Huyên là tử địch, nhưng bọn họ thì lại không có thù sâu tựa biển như thế. Trong lòng họ, đạo kinh mới là quan trọng nhất. Giáo hoàng nhìn họ rồi không nói gì thêm, để tránh trở mặt thành thù với họ. Một quyết định không khôn ngoan tẹo nào. Nhưng ông ta biết độ nguy hiểm của Diệp Huyên còn trên cả đế Lâm Uyên. Đúng lúc ấy, những người được mời đến giải cấm chế thư phòng đang lục tục chạy đến Tiên Các. Lẫn trong họ là một cô gái xách theo con cá nướng trên tay, với bộ dạng bình thường đến nỗi không ai chú ý tới. Sau khi họ tiến vào đại điện, Khương Vũ mang thư phòng ra. Bọn họ cũng không sợ có ai sẽ ra tay cướp nó đi, bởi ai có thể làm điều ấy trước mặt hơn 40 cường giả độn nhất cảnh. Vào lúc này, một ông lão tóc trắng xóa đi đến, quan sát thư phòng một hồi rồi thấp giọng nói, Khương các chủ, ta có thể dùng thần thức để xem xét tỉ mỉ hơn không? Khương Vũ gật đầu, tất nhiên là được. Ông lão gật gù rồi dùng thần thức bao trùm thư phòng, nhưng ngay lập tức nhận ra mình không thể nào tiến vào bên trong. Ông ta không khỏi nhíu mày, bắt đầu dồn sức lại. Nào ngờ đúng lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ bỗng nổ ra từ thư phòng, hất ông lão bay khỏi đại điện với một tiếng huỳnh vang dội. Những người khác biến sắc. Sau khi trở lại, ông lão kia nhìn thư phòng với ánh mắt nặng nề, Khương các chủ, thư phòng này chứa đựng sức mạnh cuồng bạo khủng khiếp vô cùng, nếu dùng vũ lực, e rằng nó sẽ bị hủy diệt. Khương Vũ gật đầu, chính vì không thể cưỡng ép nên mới phải vời các vị đến đây, hy vọng các vị có thể nghĩ cách phá giải. Nếu thành, chúng ta tất không bạc đãi các vị.
Ông lão hạ giọng, lão phu cũng không dám chắc chắn, phải nghiên cứu trước mới biết. Khương Vũ gật đầu, thư phòng ở đây, các vị đều có thể nghiên cứu. Những người khác gật đầu rồi nhanh chóng vây quanh. Cô gái tay cầm cá nướng cũng xúm xít theo họ, mắt nhìn thư phòng, tay thi thoảng đưa cá lên gặp, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Những cường giả độn nhất cảnh ở bốn phía cũng rơi vào căng thẳng, không phải họ sợ những người này mang ý đồ bất chính, nhưng cũng không thể không đề phòng. Cả đại điện nhanh chóng chìm trong tiếng thảo luận rôm rả. Không ai phát hiện con cá trong tay cô gái đã sắp bị ăn hết rồi. Từ bên ngoài, không ngừng có người lục tục chạy đến, không chỉ có trận pháp sư mà còn cả một số phù văn sư. Tóm lại, phàm là những ai thật sự có tài đều tụ tập tại đây. Khoảng một khắc sau, con cá nướng đã bị cô gái giải quyết sạch sẽ. Nàng ta phủi phủi tay, liếc nhìn bốn phía một lần trước khi ánh mắt rơi vào người giáo hoàng. Khóe miệng khẽ cong lên, tay phải nàng nhẹ nhàng xoay một vòng. Chỉ trong phút chốc, bốn bề bỗng chìm trong một màu đen kịt. Cảnh tượng này khiến những người khác biến sắc. Gần như cùng lúc, một giọng nói vang lên, rút lui. Rút lui. Lời này vừa dứt, đại điện đã trở lại bình thường, nhưng thư phòng đã biến mất khỏi vị trí của nó. Bỗng có người hô lên, giáo hoàng đâu? Giáo hoàng ư? Mọi tầm mắt đổ dồn vào nơi giáo hoàng đứng, nhưng chỉ thấy có không khí rỗng tuếch. Hai mắt Khương Vũ trợn lên như sắp nứt, giáo hoàng. Sau đó, ông ta và những người khác đã lập tức biến mất, thẳng tiến đến thần đình. Cùng lúc, giáo hoàng mang gương mặt nghiêm trọng đứng ở một nơi trong vũ trụ. Đã có người cưỡng chế đưa ông ta đến nơi này, nhưng ông ta cũng không biết đối phương đã làm cách nào. Rốt cuộc là ai? Ông ta nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy không gian yên tĩnh, không hề có sự sống. Cũng chẳng có bóng người. Sau một hồi im lặng, giáo hoàng rời đi. Trực giác nói cho ông ta rằng có gì đó rất không ổn. Giáo hoàng đi rồi, một cô gái mới xuất hiện. Còn có thể là ai ngoài Mộ Niệm Niệm? Một giọng nói vang lên bên tai nàng ta, người có thể giết hắn đúng không? Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Giọng nói, vì sao không làm? Nàng ta cười, khờ quá. Nếu ta công khai xử hắn thì há chẳng phải sẽ bị bọn đạo giới lùng sục khắp nơi sao? Người nghĩ mà xem, bọn chúng có đến hơn 50 tên độn nhất cảnh lận, chưa kể những thế lực lớn ai cũng có con bài giữ mệnh, đặc biệt là thần đình và tiên các. Nếu chúng gọi tổ tiên ra thì chẳng phải sẽ phiền phức lắm sao? Giọng nói nghĩ ngợi rồi đáp, hình như đúng là vậy. Mộ Niệm Niệm, còn nữa, nếu phát hiện ra một mình ta có thể giết giáo hoàng. Chúng sẽ trở nên đoàn kết hơn đúng không nào? Giọng nói, đúng vậy. Mộ Niệm Niệm cười, vì vậy, sao lại không để bọn chúng tự giết hại lẫn nhau? Giọng nói, chúng sẽ làm vậy sao? Mộ Niệm Niệm, tất nhiên, vì thư phòng quá quan trọng với chúng. Giọng nói, người mở nó ra được không? Mộ Niệm Niệm nhìn vật trên tay, cười nói, người đoán xem. Giọng nói, nếu làm được thì sao không mở nó ra lấy đạo kinh? Ta sẽ không bước lên con đường được người khác vạch sẵn. Mộ Niệm Niệm nói, đoạn xoay người rời đi. Giọng nói lại cất lên, Niệm Niệm, chỉ có cô gái váy trắng kia mới khiến người thấy nguy hiểm thôi đúng không? Trong vũ trụ này còn rất nhiều hiểm nguy, chỉ là ta chưa tiếp xúc mà thôi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu nói rồi cười, đừng nói rằng ngươi cho rằng ta là vô địch, chỉ sau cô gái ấy nhé. Giọng nói hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải? Nếu thân thể ta không có vấn đề gì, Mộ Niệm Niệm bật cười, những điều này chẳng có nghĩa lý gì cả. Linh Nhi cảm thấy Diệp Huyên là người thế nào? Ngươi muốn đưa ta cho hắn? Mộ Niệm Niệm liếc sang bên phải, ngươi không phải đồ vật, sao lại đưa cho được chứ? Ý ta là ngươi đi theo hắn sẽ được đối đãi tử tế, hắn còn biết nhóc con màu trắng kia, ngày sau ngươi sẽ có được cơ duyên lớn. Linh Nhi, ta chỉ theo ngươi thôi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, cũng được, vậy tạm không nói chuyện này nữa. Như nghĩ đến gì đó, nàng ta lại hỏi, theo lý mà nói, nếu ngươi đến từ nơi đó thì đã phải gặp qua rất nhiều cường giả nhỉ. Linh Nhi nói sau một hồi im lặng, ta cũng không gặp được bao nhiêu,
nhưng trong lòng ta, ngươi là mạnh nhất. Mộ Niệm Niệm cười khanh khách, thật muốn đến chỗ của ngươi thăm thú một phen, tiếc rằng ta còn nhiều việc phải làm quá. Linh Nhi vội can, không được đi. Mộ Niệm Niệm nói, sau đó biến mất ở cuối vũ trụ. Chấm chấm chấm. Sự xuất hiện chớp nhoáng của nhóm Khương Vũ ở thần đình khiến người nơi đó ai nấy biến sắc, bởi bọn họ rõ ràng không có ý tốt khi đến đây. Một ông lão thi lễ với Khương Vũ, Khương các chủ, đây là... Khương Vũ nhìn ông ta, giáo hoàng đâu? Ông lão đang định nói thì một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện. Một người hiện ra trước mặt họ, chính là người đã biến mất trước đó giáo hoàng. Ánh mắt những cường giả độn nhất cảnh khác lập tức động lại, ai nấy đều mang theo vẻ đối địch. Giáo hoàng khẽ cau mày, chuyện gì? Khương Vũ, giáo hoàng, thư phòng đâu? Sắc mặt giáo hoàng trầm xuống, ta không giữ nó. Khương Vũ cả giận, không giữ nó. Ngươi giỡn mặt à? Sắc mặt những người khác càng thêm ác ý. Giáo hoàng gằn giọng, Khương huynh, thư phòng thật sự không nằm trong tay ta. Khương Vũ, ngươi đã biến mất cùng nó. Giáo hoàng, có người cưỡng ép truyền tống ta đi. Một nụ cười mỉa mai hiện ra bên môi Khương Vũ, cưỡng ép truyền tống. Giáo hoàng, trò đùa này của ngươi đi lố rồi đấy. Sắc mặt giáo hoàng đen như mực, có người đang hãm hại ta. Khương Vũ lạnh lùng hỏi lại, nhưng ta chỉ thấy ngươi đang giả mồm nói láo. Giáo hoàng. Khương Vũ bỗng hỏi, nể mặt giao tình nhiều năm, ta cho ngươi một cơ hội giao thư phòng ra, mọi người sẽ xem như không có gì xảy ra. Bằng không, đừng trách bọn ta vô tình. Giáo hoàng hít sâu một hơi, dằn lại lửa giận, Khương huynh chẳng lẽ không biết nhân phẩm ta thế nào? Nếu là ta làm, ta tuyệt đối sẽ nhận, nhưng lần này không phải. Khương huynh, thật sự có người đang ra tay hãm hại, muốn chúng ta tiêu diệt lẫn nhau. Khương Vũ bỗng gầm lên, ra tay. Sau đó ông ta xông về phía giáo hoàng. Những người còn lại cũng ồ ạt lao lên. Giờ phút này, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là giết chết giáo hoàng. Ai dám cướp thư phòng, kẻ đó chính là tử địch. Thấy họ vào tới, giáo hoàng biến sắc, vội la lên, ra trận. Từ trong thần đình, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng vút lên cao, lấp đầy bầu trời bằng những phù văn màu vàng đủ loại. Chúng xoay tròn tít mù, không ngừng tản ra những luồng sáng vàng rực. Trận pháp quả thật rất mạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản mười mấy cường giả độn nhất cảnh có mặt ở đây. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị họ liên thủ phá hủy. Giáo hoàng đã nhân cơ hội lùi vào trong thần đình, bên người là bảy siêu cường giả độn nhất cảnh. Ai nấy đều mang sắc mặt xấu xí, thậm chí là nghiêm trọng. Đối phương gồm mười mấy cường giả độn nhất cảnh, lấy thực lực hiện nay của thần đình sao có thể chống lại. Tầm mắt họ đều rơi vào người giáo hoàng. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm Khương Vũ, Khương huynh, nếu ta đã lấy được thư phòng thì còn phải tự chui đầu vào dọ làm gì. Huynh nghĩ lại đi, chẳng lẽ chuyện này không có uẩn khúc gì. Khương Vũ gằn giọng, ai biết được ngươi có đang cố tình bày trò lừa gạt ta hay không? Một lão cường giả khác cũng nói, giáo hoàng, khi ấy ngươi và thư phòng cùng nhau biến mất. Ngươi nói có người cưỡng ép truyền tống ngươi đi, nhưng thử hỏi kiếm tông và đạo giới này, ai có thể thần không biết quỷ không hay làm điều đó? Ngươi còn nói có người hãm hại ngươi, vậy đó là ai? Là chúng ta sao? Giáo hoàng, có thể là Diệp Huyên. Láo toét. Khương Vũ giận dữ quát lên, tên kia đang ở Ngũ Duy, hắn hại ngươi bằng cách nào? Chuyện đã thế này mà ngươi còn muốn đổ vấy cho hắn, chẳng lẽ hắn đào mộ tổ tiên nhà ngươi lên à? Sắc mặt giáo hoàng xấu xí vô cùng, Khương huynh, ta thấy rất có thể là hắn, huynh. Khương Vũ ngắt lời ông ta, giết. Sau đó dẫn dắt những người khác lao tới. Nhìn thấy bọn người Khương Vũ xông thẳng tới đây. Vẻ mặt của giáo hoàng trầm hẳn xuống. Vào lúc này, ông ta mới hiểu ra, dù cho có nhảy vào thiên hà cũng không thể nào rửa sạch nỗi oan của mình được. Ông ta bị người hãm hại, nhưng lại không cách nào biện giải được cho bản thân. Thật ra, đó cũng là chuyện thường tình. Trước kia lúc ở trong điện tiên các, chỉ có ông ta cùng với thư phòng đã biến mất, người ta không nghi ngờ ông ta thì nghi ngờ ai nữa đây.
Nghĩ như vậy, giáo hoàng liền xoay người bỏ chạy không chút do dự. Chớp mắt đã biến mất tăm không thấy bóng dáng. Ông ta biết rõ, thần đình bây giờ không thể đánh bại được bọn người Khương Vũ, cho dù lấy ra hết tất cả át chủ bài cũng chẳng thể nào ngăn cản được nhiều cường giả độn nhất cảnh như vậy. Chạy trốn. Đây là con đường duy nhất của ông ta. Nhìn thấy giáo hoàng bỏ chạy, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Người của thần đình cũng ngơ ngác. Giáo hoàng này cứ thế mà vứt bỏ đám người của mình mà chạy trốn như vậy sao? Vẻ mặt của bọn người Khương Vũ thoáng chốc trở nên dữ tợn, tên giáo hoàng muốn chạy trốn ư, điều này có nghĩa là gì? Chắc chắn là nói lên đối phương đang nắm giữ thư phòng trong tay. Có tật giật mình. Nghĩ vậy, Khương Vũ đột nhiên la lớn, đuổi theo. Nói xong, ông ta trực tiếp dẫn người đuổi theo giáo hoàng. Thấy bọn người Khương Vũ đuổi theo giáo hoàng, những cường giả của thần đình lập tức thở phào, nhưng chỉ thoáng chốc, vẻ mặt bọn họ lại khó coi thêm lần nữa. Hành vi lúc nãy của giáo hoàng, thật sự rất vô tình. Thế mà lại vứt bỏ bọn họ như thế. Cường giả của thần đình ai nấy đều tôi nhìn anh nhìn tôi. Lúc này, bọn họ mang trong mình rất nhiều suy nghĩ. Không thể trông chờ được thần đình này nữa rồi. Tin tức giáo hoàng cướp thư phòng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đạo giới, ngay lập tức khiến toàn bộ cường giả ở nơi này đều đi lùng sục giáo hoàng. Đặc biệt là bọn người Khương Vũ, đã như phát điên hết cả lên. Vũ trụ lục duy, cổ tự. Trong một gian phòng nhỏ, trụ trì đang giảng giải tam tàng kinh cho Diệp Huyên. Lúc mới bắt đầu, Diệp Huyên nghe thấy khá đau đầu tại vì hắn không có hứng thú gì lắm đối với Phật Pháp. Nhưng rất nhanh chóng về sau, hắn lại phát hiện ra chỗ thú vị của nó. Phật Pháp. Đây là một loại học vấn, có thể nói, nó cũng là một loại tu hành, đương nhiên đạo này không thuộc về hắn, nhưng tìm hiểu nó âu cũng là không hề xấu xa. Hơn nữa, tàng kinh này thật sự còn có tác dụng giúp cảnh giới của hắn càng vững chắc hơn. Cứ như vậy, Diệp Huyên cũng muốn học thử, thấy hắn đồng ý học. Vẻ mặt tươi cười của trụ trì lại càng niềm nở hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, trụ trì đột nhiên buông quyển kinh trong tay xuống, sau đó nói, Diệp công tử, ăn sáng thôi. Nói xong, ông ta đứng dậy rời đi. Diệp Huyên cũng đứng dậy, nhưng đúng lúc, có một tiểu hòa thượng chạy đến, tiểu hòa thượng khoảng chừng 16-17 tuổi, có hơi mũm mĩm. Tiểu hòa thượng chạy đến trước mặt Diệp Huyên rồi lấy ra một bộ tăng y đưa cho hắn. Diệp công tử, xin hay thay tăng y, rũ bỏ bụi trần trên người. Vẻ mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, tiểu sư phụ, ta không phải là người của cổ tự. Tiểu hòa thượng chắp tay chữ thập, xin thí chủ hãy nhập tự tùy tục. Diệp Huyên cạn lời, chẳng lẽ bọn người này thật sự muốn hắn trở thành hòa thượng. Diệp Huyên suy nghĩ chốc lát sau đó thay áo tăng, rồi hắn nhìn tiểu hòa thượng nói, đừng có bảo với ta là ta phải xuống tóc nữa nhé. Tiểu hòa thượng lắc đầu, Diệp công tử chớ nghĩ nhiều. Muốn vào cổ tự, không thể nào đơn giản như vậy được. Diệp Huyên. Rất nhanh chóng, Diệp Huyên được tiểu hòa thượng dẫn đến trai đường. Nơi này rất đơn sơ, chỉ có vài tấm gỗ dựng nên, cơm nước cũng rất đơn giản, chỉ có chút cháo ăn kèm màn thầu. Lúc này, đã có 6-7 hòa thượng đang dùng bữa. Trong đó, hắn gặp được một người cực kỳ quen mặt. Chính là nhà sư già trước kia đến vũ trụ ngũ duy để tìm hắn. Bên cạnh lão tăng, còn có một nữ tử, người này không để tóc, mặc tăng y, dáng vẻ rất anh tuấn. Lão tăng nhìn thoáng qua Diệp Huyên, chắp tay chữ thập, Diệp công tử. Diệp Huyên bước đến bên cạnh lão tăng kia, cười nói, đại sư, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Lão tăng gật đầu mỉm cười, duyên phận là thứ mà khó có thể lường trước được. Diệp Huyên cầm lấy một cái bánh bao, nở nụ cười sau đó lại nhìn về phía trưởng lão trì sự mà hắn quen. Trưởng lão trì sự, ta cảm thấy tình cảnh trước mắt của cổ tự rất nguy hiểm. Trưởng lão trì sự nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sao lại nói vậy? Diệp Huyên cười nói, một khi đạo giới mở được thư phòng, lúc đó chúng ta đều phải chết, trưởng lão xem có đúng không? Trưởng lão trì sự thản nhiên nói, dù cho bọn họ có mở được thư phòng, cũng không thể nào đạt đến cảnh giới trên độn nhất được.
Diệp Huyên lắc đầu, bọn họ đều đã đến cực hạn đột nhất, đối với bọn họ mà nói, chỉ thiếu cơ may nữa thôi. Mà đạo kinh này chính là cơ may đó. Trưởng lão chi sự không tiếp lời. Diệp Huyên tiếp tục nói, trưởng lão chi sự, cùng các chư vị nơi này, ta biết mọi người kiêng kỵ Diệp Huyên ta, ai cũng cảm thấy ta rất nguy hiểm, nhưng ta chỉ muốn nói với chư vị rằng, nguy hiểm đang rình rập các người chính là đạo giới. Trưởng lão chi sự và nhóm người đều chìm vào im lặng. Diệp Huyên lại nói tiếp, các người đề phòng ta chỉ thêm phí công mà thôi, ta là người tốt đấy. Trưởng lão chi sự liếc nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người là người tốt sao? Diệp Huyên cười hỏi, ta đã từng làm ra những chuyện gì thương thiên hại lý chưa? Trưởng lão chi sự lại tiếp tục im lặng. Mặc dù Diệp Huyên đã nhuốm máu vô số lần, nhưng nếu nói rằng hắn đã gây tội ác tày trời, dường như cũng không thích hợp. Diệp Huyên đột nhiên nói tiếp, chư vị, ta muốn nhấn mạnh lần cuối, đối thủ của các ngươi chính là đạo giới, chứ không phải Diệp Huyên ta đây. Nói rồi, hắn nhìn về phía trưởng lão chi sự, nếu như lúc trước ngươi hợp tác với ta, có lẽ đạo kinh kia hẳn đã nằm gọn trong tay chúng ta rồi. Là sự quyết đoán năm xưa của ngươi đã đẩy cổ tự rơi vào tình cảnh bị động như ngày hôm nay. Nói xong, hắn lấy thêm hai cái bánh bao nữa rồi quay người rời đi. Lúc này, lão tăng kia đột nhiên lên tiếng, Diệp công tử. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía lão tăng, đại sư còn có chuyện gì? Lão tăng chắp tay chữ thập, Diệp công tử, mỗi người chỉ được ăn một cái bánh bao, ngươi đừng lấy nhiều như vậy. Diệp Huyên. Sau đó, Diệp Huyên thật sự rời khỏi trai đường, còn sắc mặt của nhóm hòa thượng trong này lại trở nên nghiêm túc hẳn lên, không tiếp tục dùng bữa nữa. Đạo giới. Đó cũng là chuyện khiến cho bọn họ lo lắng nhất, lỡ như đạo giới mở được thư phòng, có được đạo kinh và Phật kinh chí bảo của cổ tự, thì việc này tuyệt đối là hiểm họa đối với cổ tự. Lúc này, nữ tăng kia chợt lên tiếng nói, hắn đi ra sau núi rồi. Sau núi. Nghe vậy, nhóm hòa thượng đồng loạt quay đầu nhìn sang nhìn sau núi, đồng thời trưởng lão chi sự lập tức biến mất khỏi nơi này. Sao tên này cứ thích chạy lung tung như thế chứ? Nhóm hòa thượng liếc mắt nhìn nhau. Diệp Huyên tản bộ đến sau núi, nơi này của cổ tự rất thanh tĩnh, hơn nữa giờ này là lúc sáng sớm nên lại càng yên tĩnh. Diệp Huyên bước đi trên lối mòn, bây giờ nội tâm hắn rất bình thản. Hắn chẳng mấy khi tản bộ như vậy. Nóng nảy. Thật ra hắn biết bản thân mình gặp rất nhiều vấn đề, ví như sự nóng nảy trong bản thân hắn, kiếm tu quan trọng là phải tu tâm, nhưng nhiều lúc tâm hắn đều chứa sự nóng nảy. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó có bánh xe mặt trời đỏ rực. Mặt hướng về mặt trời, tập trung tâm thần. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một tia kiếm quang xuất hiện trong tay hắn. Tâm tự tại. Trình độ kiếm đạo của hiện tại của hắn, đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Có thể nói, bây giờ hắn hoàn toàn có thể không cần mượn ngoại vật để chiến đấu với cường giả độn nhất cảnh. Nếu như sau khi cảnh giới được vững chắc, hắn chẳng cần gì ngoại lực hay huyết mạch chi lực gì đó cũng có thể chém giết cường giả độn nhất cảnh. Nhưng, đối đầu với loại cường giả như giáo hoàng và trụ trì, thì vẫn phải mượn ngoại vật mới có cơ may làm đối thủ. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, cứ đi tiếp về phía trước, chốc sau, hắn đã đứng trước một ngôi miếu nhỏ, và ở trước miếu có một hòa thượng lưng còng đang quét sân. Hòa thượng này đã lớn tuổi, khuôn mặt già nua, nhưng nhìn rất hiền từ. Chợt lão tăng quét sân ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, hai tay ông ta chắp thành chữ thập, thì lễ với Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng vội vàng đáp lễ, sau đó nói, chào đại sư. Lão tăng quét sân mỉm cười gật đầu, chào Diệp công tử. Diệp Huyên cũng mỉm cười, sau đó nói, đại sư, vì sao người đời luôn nói rằng cổ tự rất thần bí? Nhưng sau khi ta vào đây lại cảm thấy nó chẳng khác gì những ngôi chùa bình thường, thậm chí còn quá mức bình thường là đằng khác. Lão tăng quét sân cười, không biết thì sẽ trở nên thần bí. Diệp Huyên hỏi, vậy vì sao cổ tự lại cấm người ngoài vào đây? Lão tăng quét sân lắc đầu, chúng ta không hề cấm người khác tới đây, chẳng qua rất nhiều người cho rằng chúng ta cấm cho người ngoài bước vào mà thôi. Diệp Huyên không nói gì.
Lão Tăng quét sân cười nói, trong cổ tự có rất nhiều hòa thượng đều đến từ bên ngoài, đương nhiên thật ra thì chúng ta cũng sẽ không cho người có bất kỳ tâm niệm tà ác nào vào đây. Diệp Huyên chỉ vào bản thân, đại sư, ngươi nói xem ta là người tốt hay người xấu. Lão Tăng quét sân cười nói, Diệp công tử không phải là người xấu. Diệp Huyên cười nói, nếu ta đã không phải là người xấu, vậy thì tại sao cổ tự lại muốn truy giết ta? Lão Tăng quét sân khẽ cười, rồi ông ta chỉ vào con gà con đang mổ thóc gần đó, nói, Diệp công tử, ngươi đã ăn thịt gà chưa? Diệp Huyên gật đầu, đã từng ăn rồi. Lão Tăng quét sân hỏi ngược lại, vậy gà con đã từng làm chuyện ác gì sao? Diệp Huyên im lặng. Lão Tăng quét sân khẽ cười nói, Diệp công tử, thế giới này có nhiều thứ rất phức tạp, có nhiều lúc, thiện chẳng phải thiện, ác cũng chẳng phải ác. Nói rồi, ông ta đặt cây chổi sang một bên, rồi chắp tay hình chữ thập, khẽ nói, hiện tại quy tắc của thế giới này là cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có tư cách định đoạt quy tắc. Thiện ác mà nói, chỉ là công cụ nô dịch của cường giả mà thôi. Hơn nữa, thế giới này có vô số người đặt ra tiêu chuẩn kép, lợi cho mình là thiện, hại cho mình là ác. Trong đó bao gồm cả cổ tự. Bao gồm cả cổ tự. Diệp Huyên nhìn vào lão Tăng quét sân, có hơi ngạc nhiên, đối phương đang phê bình cổ tự sao? Lão Tăng quét sân cười nói, sai chính là sai, đúng chính là đúng, không gì là không thể nói cả. Diệp Huyên mỉm cười, đại sư, ngươi không giống những hòa thượng khác. Lão Tăng quét sân lắc đầu, bọn họ muốn quá nhiều, bỏ quên ước muốn ban đầu chúng ta. Nói rồi, Lão Tăng nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi đã biết trên người ngươi có nhân quả chưa? Diệp Huyên gật đầu, đã biết. Lão Tăng quét sân nhẹ giọng nói, nhân quả trên người Diệp công tử tương đối phức tạp, rất hiếm thấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, hiếm thấy lắm sao? Hòa thượng gật đầu, ngược lại nhân quả của tiên tri lại khá tốt, nhưng hai nhân quả khác thì. Diệp Huyên chắp tay chữ chữ thập, đại sư, không phải chuyện mà nhà Phật giỏi nhất là siêu độ hay sao? Đại sư có thể giải quyết nhân quả trên người ta, để ta trở thành một người bình thường được không? Lão Tăng quét sân liền vội vàng lắc đầu, Diệp công tử chớ nói đùa, nhân quả kia của ngươi quả thật rất kinh khủng, Lão Tăng không dám nhúng tay vào đó. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, người của cõi Phật không phải nên có lòng từ bi hay sao? Lão Tăng chắp tay chữ thập, nói như vậy cũng không sai, nhưng ta cũng không thể nào hy sinh bản thân để cứu người được. Diệp Huyên im lặng. Lão Tăng quét sân trước mắt này không hề bình thường. Thứ nhất, hắn không cách nào cảm nhận được khí tức của đối phương, người này, chẳng khác người bình thường là bao. Dù cho là thì trụ trì cũng không khiến hắn có loại cảm giác này. Diệp Huyên nhìn Lão Tăng quét sân, cười nói, ý của đại sư là, nếu như ông đồng ý bỏ mạng thì nhân quả trên người ta có thể giải trừ, đúng không? Lão Tăng quét sân liền vội vàng lắc đầu, không không, lão nạp làm không nổi. Diệp Huyên. Lão Tăng quét sân đánh giá Diệp Huyên một lúc, sau đó khẽ nói, Diệp công tử, nhân quả của ngươi quá phức tạp, ngay cả dò xét lão nạp cũng không dám, chớ nói chi là nhúng tay vào. Nói rồi, ông ta chắp tay chữ thập, Diệp công tử không phải là người tầm thường. Diệp Huyên im lặng. Nhân quả. Cuộc đời này của hắn sẽ luôn phải xoay quanh hai chữ này. Lão Tăng quét sân đột nhiên nói, Diệp công tử, lão nạp có lời muốn nói, không biết Diệp công tử có muốn nghe hay không? Diệp Huyên cười nói, xin đại sư hãy nói. Lão Tăng quét sân gật đầu, nhẹ giọng nói, Diệp công tử, Phật gia ta cũng có nghiên cứu về nhân quả luân hồi, trong đó có rất nhiều Phật pháp mặc dù không cách nào giải trừ nhân quả trên người Diệp công tử, nhưng đối với Diệp công tử đây cũng có chỗ tốt, Diệp công tử có thể cố gắng nghiên cứu tu tập. Diệp Huyên đột nhiên nói, đại sư, ta nghe nói Phật pháp của Phật gia đều bắt nguồn từ vùng cực lạc. Hòa thượng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, người của vùng cực lạc mạnh lắm sao? Lão Tăng quét sân mỉm cười, Diệp công tử cảm thấy thế nào mới gọi là mạnh? Phải chăng như cô gái váy trắng? Trong lòng Diệp Huyên ngạc nhiên vô cùng, đại sư biết nàng ta. Lão Tăng quét sân gật đầu, biết, nàng ta rất mạnh.
Diệp Huyên liếc nhìn lão tăng quét sân, đại sư có thể đánh bại được nàng ta không? Lão tăng quét sân lắc đầu, không đánh bại được. Diệp Huyên đang muốn nói gì đó, thì đúng lúc, lão tăng quét sân đột nhiên lấy ra một quyển cổ tịch đã cũ đưa cho Diệp Huyên. Diệp công tử, ngươi và ta gặp nhau cũng coi như là có duyên hận, vậy vật này xin tặng ngươi, hy vọng nó có thể trợ giúp ngươi. Diệp Huyên do dự một lúc, sau đó nói, thế này sao mà được chứ? Lão tăng quét sân cười nói, ta nghe nói Diệp công tử có giam giữ hai vị hòa thượng của cổ tự bọn ta, nhưng lại không giết bọn họ, hơn nữa còn trả bọn họ về, trong đó có một người qua quan hệ với sâu xa với lão nạp. Diệp Huyên suy nghĩ một lúc, sau đó nói, vậy xin đa tạ. Nói xong, hắn nhận lấy quyển cổ tịch đã cũ kỹ kia, hắn thoáng nhìn qua, trên cổ tịch có để bốn chữ màu đen lớn đã nhạt màu Kim Cang Phật Thể. Kim Cang Phật Thể. Diệp Huyên nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn lại thì không thấy lão tăng quét sân đâu nữa. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên nháy mắt trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Lão tăng quét sân biến mất lúc nào vậy? Ngay vào lúc này, giọng nói của tầng 9 đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, ngươi gặp được cao nhân rồi. Cao nhân. Diệp Huyên đánh mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của vị lão tăng kia. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, mà còn để đối phương còn có thể biến mất ngay trước mắt không một tiếng động thì không thể không thẳng thốt, người này thật sự quá là biến thái. Hình như Diệp Huyên nhớ đến gì đó, hắn cúi đầu nhìn quyển cổ tịch Kim Cang Phật Thể. Tu luyện thân xác sao? Lúc Diệp Huyên đang muốn mở ra xem thử, thì tiếng bước chân từ sau lưng vọng đến. Diệp Huyên xoay người, người đến chính là trụ trì. Trụ trì chắp tay chữ thập, Diệp công tử đã nhìn thấy ông ta rồi. Diệp Huyên trợn tròn mắt, lão tăng quét sân. Trụ trì gật đầu. Diệp Huyên gật đầu, đã gặp được rồi. Trụ trì đại sư, vị đại sư quét sân kia là người nào? Trong ánh mắt của trụ trì có chút bối rối, cổ tự của ta có một vị tiền bối, chúng ta chỉ biết ông ta đang ở trong cổ tự, nhưng tới đời của ta thì không còn ai nhìn thấy ông ta nữa. Không ngờ. Hôm nay ông ta lại ra gặp Diệp công tử. Diệp Huyên ngạc nhiên, trụ trì đại sư đã từng gặp ông ta. Trụ trì gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng, xem ra, bản thân đã thật sự gặp được cao nhân. Đột nhiên trụ trì nhìn về phía quyển cổ tịch trong tay Diệp Huyên, lão ta có hơi do dự, nhưng rồi nói, Diệp công tử, có thể cho ta mượn xem hay không? Diệp Huyên gật đầu. Hắn đưa quyển Phật Kinh kia cho trụ trì, lão ta nhìn thoáng qua, chốc lát sau lại nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ nói, vận may của Diệp công tử thật tốt. Diệp Huyên hỏi, là sao? Trụ trì bối rối, đây là phương pháp tu luyện nhục thân chí cao của cổ tự ta, do năm đó Ma La Tổ sư mang từ vùng cực lạc đến, phương pháp tu luyện này đã thất truyền hơn vạn năm, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây. Diệp Huyên tròn mắt nhìn, lợi hại lắm sao? Trụ trì gật đầu, Kim Cang Phật Thể, vạn tà bất xâm, vạn nhân quả không dính. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể giải nhân quả trên người ta không? Trụ trì do dự giây lát, sau đó nói, có lẽ vạn nhân không dính chỉ là khuếch đại của thế nhân mà thôi. Diệp Huyên. Trụ trì đưa Phật Kinh lại cho Diệp Huyên, Diệp công tử, nếu tiền bối đã tặng vật này cho ngươi, thì đương nhiên đã công nhận ngươi. Nếu ông ta đã bày tỏ thái độ này với ngươi, cổ tự ta cũng sẽ công nhận ngươi, chúng ta sẽ dốc hết sức lực hỗ trợ Diệp công tử tu luyện Kim Cang Phật Thể. Diệp Huyên nghiêm túc nói, bây giờ có thể bắt đầu không? Trụ trì gật đầu, có thể. Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, lão ta rời khỏi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua quyển Phật Kinh trong tay, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Lão tăng quét sân kia sao lại vô duyên vô cớ tặng mình thần vật này đây? Chẳng lẽ là bản thân quá ưu tú chăng? Diệp Huyên lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức vội vàng đi theo trụ trì. Chốc lát sau, trụ trì dẫn Diệp Huyên đến võ đường cũng không quá lớn, lúc này trong võ đường còn có một hòa thượng mặc tăng bào màu đen. Hòa thượng áo bào đen cung kính thi lễ với trụ trì nói, chi tuyệt. Vị này là Diệp công tử, trong khoảng thời gian này hắn sẽ cùng tu hành với chúng ta. Hòa thượng áo bào đen tên là Chi Tuyệt nhìn Diệp Huyên mỉm cười thi lễ, Diệp công tử.
Diệp Huyên cũng đáp lễ. Trụ trì nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử, nếu cổ tự chúng ta giúp đỡ người tu hành kim cang hộ thể, vậy Diệp công tử có thể để cho cổ tự chúng ta sao chép một phần lưu lại được không? Diệp Huyên nhìn thoáng qua trụ trì, thì ra mục đích thật sự của đối phương là chuyện này đây. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên là được. Hắn có được lợi ích, tự nhiên cũng phải chia cho đối phương một ít, dù sao, như vậy đã rất có lợi cho bản thân hắn rồi. Thấy Diệp Huyên đồng ý, trụ trì chắp tay chữ thập, đa tạ Diệp công tử. Kia là vật mà lão tăng quét sân cho Diệp Huyên, nếu như Diệp Huyên không đồng ý, lão ta đúng thật không dám cưỡng đoạt trắng trợn. Chỉ có một mình lão ta biết được lão tăng quét sân kia có ý nghĩa như thế nào trong cổ tự. Trụ trì không tiếp tục suy nghĩ nữa, lão ta lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra, trong hộp là một viên đan dược màu vàng. Lúc hộp vừa mới mở, một mùi thơm lập tức bay tỏa ra khắp nơi, trong chốc lát, toàn bộ võ đường đều ngập tràn mùi hương này. Diệp Huyên ngạc nhiên, trụ trì đại sư, đây là thứ gì? Trụ trì cười nói, Phật Linh Đan, có thể tịnh hóa trần khí trên người của Diệp công tử, khiến Diệp công tử có thể tu hành kim cang Phật thể thuận tiện hơn. Diệp Huyên chớp mắt nói, cho ta ư. Trụ trì gật đầu, lão ta đưa hộp đan dược đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên không khách khí nữa, thẳng tay cầm lấy nuốt xuống. Hắn không sợ đối phương giở trò với hắn, dù sao hắn cũng có tháp nhỏ. Cho dù đối phương có muốn đầu độc hay đoạt xá, đều chỉ phí công tốn sức mà thôi. Phật đan vừa nhập thể, linh khí thuần khiết bỗng nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Linh khí này hoàn toàn khác với những linh khí mà hắn đã từng tiếp xúc, lúc nó bắt đầu khuếch tán trong thân thể, hắn cảm giác được toàn thân ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Diệp Huyên nhìn về phía trụ trì cười nói, lúc con người ở trong thai bàn, thứ hấp thu được chính là khí tiên thiên. Nó là khí cực kỳ tinh khiết, cho nên hài nhi mới sinh có làn da trắng nõn, thể nội thuần khiết. Sau khi sinh ra, người ăn ngũ cốc hoa màu, lập tức nhiễm trần khí. Tác dụng diệu kỳ của đan dược này đó là khôi phục khí tiên thiên. Nếu trong cơ thể có được khí tiên thiên, việc tu tập kim cang Phật thể vô cùng thuận lợi, phải nói là làm ít thu nhiều. Diệp Huyên trầm giọng nói, trụ trì đại sư, đan dược này hẳn là chân quý lắm nhỉ. Trụ trì gật đầu, cực kỳ chân quý, khoảng 10 năm mới có thể luyện chế ra một viên. Diệp Huyên trợn tròn mắt, đại sư, đơn phối có thể cho ta xem qua hay không? Thật không dám giấu giếm, ta cũng đang nghiên cứu về đan dược. Trụ trì đại sư do dự một lúc, sau đó nói cái này. Diệp Huyên nghiêm túc nói, nếu như khiến đại sư khó xử vậy thì thôi, ta có thể hiểu được. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm đại sư quét sân hỏi là được. Trụ trì đại sư nhìn về phía Diệp Huyên, lão nhân gia đã nói gì với ngươi? Diệp Huyên cười nói, chẳng có gì cả. Chỉ nói rằng đến lúc đó đến gặp ông ta một lúc. Trụ trì đại sư bần thần. Diệp Huyên lại nói, trụ trì đại sư, người cũng biết, hai người chúng ta mới gặp mà đã thân quen. Trụ trì đại sư đột nhiên lấy ra một quyển trục đưa cho Diệp Huyên, Diệp công tử, người cầm lấy đi. Diệp Huyên cầm lấy quyển trục kia, sau đó nói, đại sư, đây chính là đơn phối của đan dược và thủ pháp luyện chế ư. Trụ trì đại sư gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên cất quyển trục đi, sau đó chắp tay chữ thập nói, đa tạ sự phóng khoáng của đại sư. Trụ trì nhìn thoáng qua Diệp Huyên, giờ phút này, lão ta đã hối hận. Lão ta vốn có suy nghĩ muốn để Diệp Huyên gia nhập cổ tự, tốt nhất là xuất gia làm tăng. Nếu Diệp Huyên trở thành một phần tử của cổ tự thì đây chính là chuyện tốt. Không chỉ giúp cổ tự giảm đi một uy hiếp. Mà còn có thể có được một vị siêu cấp thiên tài, quan trọng nhất chính là, vị siêu cấp thiên tài này còn có thể mở được thư phòng. Một cục đá bắn ba con chim. Thế nhưng ngay lúc này, lão ta đột nhiên phát hiện, nếu như Diệp Huyên này gia nhập cổ tự, e rằng không nhất định sẽ là chuyện tốt. Tên nhóc này quá vô liêm sỉ. Mặc dù những hòa thượng trong chùa không ngốc, nhưng chơi tâm cơ thì chắc chắn không phải đối thủ của Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, trụ trì đại sư, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Trụ trì nhìn Diệp Huyên, gật đầu, đương nhiên. Diệp công tử, bây giờ ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Huyên cảm nhận một lúc,
sau đó trầm giọng nói, cảm thấy trong thân thể đang có vài dòng khí đang lưu động, à không, là toàn thân đều có. Trụ trì cười nói, đó chính là khí tiên thiên. Nói rồi, hai bàn tay của lão ta chắp thành hình chữ thập đặt trước ngực. Chỉ trong nháy mắt, Phật quang bỗng chợt bao phủ lấy Diệp Huyên, ngay sau đó, giọng nói của trụ trì vang lên trong đầu hắn, Diệp công tử, nếu theo quy trình mà nói, thì người cần phải tự mình tu luyện ra sức mạnh Phật Pháp để tôi luyện thân thể, nhưng trong thời gian ngắn người chắc chắn sẽ không thể nào tu luyện ra thể này được, cho nên, ta chỉ có thể dùng sức mạnh Phật Pháp để giúp đỡ người tôi luyện thân thể, mong người hãy phối hợp với ta. Nói xong, vô số tia sáng màu vàng của sức mạnh Phật Pháp tràn vào trong cơ thể của Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 109.